Không biết có bao giờ mình ngồi lại mình đặt cho mình một câu hỏi không? À, sống để làm gì? Sống để làm gì? Và sống để... Trước hết là mình định nghĩa sống là gì? Và sống để làm chi? À, quý vị chịu khó nghe nha. Tại vì cái cổ Pháp Hòa nó đang viêm á. Cả tuần lễ này là Pháp Hòa ráng tụng kinh và ráng nói không? Chứ nói là nó rất là đau. Thì sống là gì? Sống để làm chi? Thì mỗi mỗi một người có thể định nghĩa sống là ăn, là nói, là đi chơi, là hưởng thụ vân vân. Thật ra thì không ai có thể cho mình một câu trả lời chính xác. Tại vì chính mình sẽ cho mình câu trả lời đó. Tại sao? Tại vì mỗi người tùy theo cái sở thích của mình mà mình trả lời câu hỏi đó. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa ham tu. Quý vị hỏi Hòa sống để làm gì thì Hòa nói tôi sống để tu. Nhưng mà đâu có nghĩa trên đời này ai cũng sống để tu phải không? Người thích ăn thì nói sống để ăn. Người thích đi chơi nói sống để đi chơi. Người thích hưởng thụ nói sống để hưởng thụ. Nhưng mà bởi vì chính mình cho mình một câu hỏi là mình câu trả lời là sống để mình đi chơi, sống để mình hưởng thụ. Tùy theo cái sở thích. Mà nói theo nhà Phật là tùy theo cái tập nghiệp. Tức là hàng ngày mình thích cái gì, mình hay suy nghĩ cái gì, mình hay làm cái gì, nó đã trở thành một cái thói quen của mình. Ví dụ như người nào mà nghiện cờ bạc, hãy rảnh một cái là họ chạy vô sòng bài. Nhà Phật gọi trường hợp đó là nghiệp. Nghiệp không là gì hết á. Nghiệp chỉ là những gì mà chúng ta làm thành thói quen thôi. Chứ nhiều khi nghe chữ nghiệp cái sợ nha không. Thí dụ bây giờ mình là một giáo sư, hỏi tới mình toán là mình trả lời ào ào, nói ro ro, thì cái đó cũng là nghiệp. Mà cái người đó cùng một cái nghề thầy giáo với mình thì gọi là đồng nghiệp. Nghề nghiệp có nghĩa là mình làm việc đó quen rồi, thành một cái thói quen, nhà Phật gọi là nghiệp. Cho nên chữ nghiệp nó không có bản nguyên thủy, nó không có xấu gì hết. Nghiệp là những gì chúng ta thường làm. Hễ mà chúng ta thường suy nghĩ bậy thì cái chuyện gì nó xảy đến mình cũng nghĩ bậy được, hết thành cái nghiệp. Thí dụ có nhiều người có cái bệnh nghi ngờ, chuyện gì cũng nghi ngờ hết, chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng nghi, đã thành cái nghiệp nghi ngờ. Mà chính cái nghi ngờ nó làm mình khổ. Cuối cùng cả cuộc đời mình sống để làm gì? Sống để rồi nghi rồi khổ. Thành ra đây thí dụ bây giờ mình sống để mình làm thiện thì đó cũng là một cái nghiệp của mình. Có nhiều người ta sống suốt cuộc đời này ta hy sinh cho người thân, thì cuộc đời này nếu mà họ có chết đi nữa không có gì hối hận. Cách đây mấy phút Pháp Hòa có nói chuyện với một anh bạn Phật tử, nhưng mà thường tâm sự thì coi nhau như bạn vậy. Thì anh làm biết bao nhiêu năm để mà dành dụm, cuối cùng giúp đỡ gia đình hết sạch sự nghiệp mà gia đình chẳng mang ơn, chẳng có nghĩ đến anh, rồi thế này thế nọ. Thì Pháp Hòa có nói với anh, hồi mình mới qua đây hai bàn tay trắng, rồi mình cực nhọc mình làm mọi việc để có một chút xíu, rồi bây giờ mình đem hết tấm lòng mình trang rãi cho người thân. Bây giờ người thân không có nghĩ đến mình, nhưng mà mình không có gì buồn hết. Tại vì mình đã sống trọn vẹn với cuộc sống của mình. Bởi vì sống thì mình phải làm một cái gì đó. Chứ còn cái nhiều người ta sống để chơi thì cũng được thôi, nhưng mà cuối cùng rồi cả đời ta chẳng được gì hết. Được thôi là có nghĩa là gì? Được cho phần họ mà không được phần người. Trên cuộc sống của mình á, cái quan trọng là chúng ta biết nhận chân được. Thứ nhất là cuộc sống nó mong manh. Thường thường á, sống là gì? Sống là gì? Sự sinh tồn. Vậy thôi. Sự sinh tồn. Nhưng mà có nhiều người người ta tranh giành để người ta sinh tồn. Có nhiều người người ta phải chiếm hữu để người ta sinh tồn. Người ta giành giật để người ta sinh tồn. Nhưng mà con người mình á, nó khác là ngoài cái giành giật, cái tranh giành, chúng ta còn có chia sẻ. Cho quý vị thấy, trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Tại vì giữa con thú thì nó không được như vậy. Cuộc sống thì hễ con lớn thì nó tìm, nó ăn con nhỏ nó tìm ăn con nhỏ hơn. Rồi khi chết, nó nằm đó rồi nó ăn tự nó. Con người thì khác. Ngoài cái chuyện là tranh giành địa vị, quyền lợi, đủ thứ, nhưng mà bên cạnh đó có sự chia sẻ. Cho nên nó làm cho con người có cái hy vọng, có cái niềm tin vào sự sống để người ta tiếp tục, người ta đi lên.
Rồi bên cạnh nữa là gì? Chúng ta khác với con vật là chúng ta chết thì chúng ta biết làm gì đó để an táng nhau. Khác với con vật nó chết nó nằm đó rồi con khác tới ăn. Hoặc là nằm đến khi nào khô xác rồi thôi. Con người mình khác, chết thì phải tìm cách làm sao thanh toán cái thi thể đó. Mình đem đi thiêu gọi là hỏa táng, đem đi chôn gọi là an táng, hay là thổ táng, đem bỏ xuống nước gọi là thủy táng, đem để trong rừng cho chim ăn. Bởi vì có những cái vùng không có đất chôn, toàn là núi đá, thì người ta đem lên rừng người ta để đó cho chim ăn, cho tự cái xác nó rã ra thì gọi là phong táng hay là điểu táng. Thì năm cách táng, làm cách nào đó để mình thanh toán, mình giải quyết cái một cái thân thể của con người khi đã mất. Cho nên cái điều mà chúng ta cần nói là gì? Thường thường chúng ta sống là sống trong quên lãng. Ví dụ như mình hay nhớ quá khứ nè, mình hay lo tương lai nè, hiện tại quên mất. Thí dụ như hiện tại mình đang khỏe, hay là mình đang cuộc sống mình hiện tại là bây giờ cần phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Qua đây rồi cứ ngồi nhớ, trời ơi hồi ở bển đó tôi giàu lắm, tôi thế này thứ kia. Cái chuyện đó hồi ở bển. Còn bây giờ là hồi bên này nó khác. Trước mắt mình là mình phải đối diện với cái thực tại là mình không còn những tài sản đó nữa. Hay là thậm chí trời ơi hồi tôi ở bển đó, tôi bước ra đường thôi là tôi kêu xe cái là có, tôi muốn ăn cái gì cũng có. Còn qua đây chấm chấm chấm. Cái hiện tại là còn qua đây như thế nào? Mình lọt vô Regina, mình lọt qua thành phố nào đó, chỗ nào mà đông người Việt thì còn đỡ chút, ít người Việt thì mình phải đối diện với cái thực tại. Mình không thể nào lấy cái quá khứ đem so với cái hiện tại, rồi cái mình cứ sống với quá khứ mà quên hiện tại, thì cái này là sống trong quên lãng. Cho nên á, trong cuộc đời này mình nhìn ai cũng sống đó, nhưng mà tại sao cũng bữa ăn mà có người ta ăn vui vẻ, có người ăn không hạnh phúc. Cũng đồng thời là một bữa ăn mà cái người ăn biết tận hưởng, biết sống với cái hiện tại, thì không đem cái bữa ăn này so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua rất ngon, sao bữa nay dở ẹt. Đừng có nói chi là mình nấu nha. Thậm chí đi ăn nhà hàng, tuần rồi đi ăn chỗ đó thấy ngon ghê lắm, rủ bạn tới ăn, giới thiệu cho dữ, tới hồi ngồi xuống nấu ra ăn trước quốc. Là bắt đầu ngồi cằn nhằn cái tiệm đó, đứng dậy cũng phải trả tiền thôi. Nhưng mà trả tiền bực bội lắm. Thì quý vị thấy mình đi ăn, người ta nấu bán cho mình, đôi khi cái thức ăn nó còn không đồng điệu. Nhưng mà có người thì trong bữa ăn cũng vậy, có nhiều người ăn rất hạnh phúc. Vậy thì cái sống thì ai cũng sống, nhưng mà người biết sống thì hạnh phúc, an vui. Người không biết sống, nghĩa là sống với quá khứ, sống với tương lai, thì luôn luôn làm cho mình buồn khổ. Tương lai thì chưa tới, ai biết tương lai mình là gì. Thật sự ra nhiều khi bây giờ mình ngồi, mình làm chủ một căn tiệm, cái mình ngồi mình giật mình, trời ơi tôi không ngờ. Giống như vừa rồi Pháp Hòa đọc một cái bản tin, trong cái trận bão vừa rồi có một ông tỷ phú Việt Nam tặng cho Houston, tặng cho cái bão vừa rồi là 5 triệu Mỹ Kim. Thì quý vị Pháp Hòa đọc xong rồi nói trời đất ơi, có ai ngờ một người Việt của mình ngày nay trở thành một tỷ phú ở đất nước Hoa Kỳ, một trong mấy trăm người giàu có nhất nhì ở nước Mỹ. Thì mình thấy, mình ngồi mình tưởng tượng, ông này ngày xưa cũng đi vượt biên nè, không rồi cũng khổ sở bên trại tị nạn nè, rồi cũng qua đây rồi đi làm lụng vất vả nè, nhưng mà rồi ngày nay trở thành một tỷ phú. Thấy cuộc đời mà, thấy mình đâu có biết được trên tương lai, mà bây giờ mình cứ ngồi mình suy đó. Cho nên hiện tại mình là cái gì, mình cứ nhận mình là như vậy. Có nhiều khi mình lầm á, mình lầm á, mình tưởng. Cho nên á, quý vị biết á, có nhiều khi ở bên Việt Nam mình học rất là giỏi, qua đây mình học lại, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ giỏi bằng. Tại vì tiếng Anh, vì đời sống, cho nên đừng có buồn, đừng có khổ. Cái quan trọng là bây giờ đặt trường hợp, ví dụ mình trở thành một ông bác sĩ hay một kỹ sư hay một luật sư gì, rồi cuối cùng đi làm để làm gì? Để kiếm tiền sống thôi. Thì bây giờ mình đi làm cu li, mình cũng làm kiếm tiền sống thôi. Cái quan trọng là người giàu ta cũng hai chén cơm, ta no bụng, ta đi ngủ. Mình ăn cơm nước tương dầm ớt cũng hai chén cơm đi ngủ. Chứ có ông nhà giàu ăn ngon, ông có ăn hơn đâu.
Ông nhà nghèo ông ăn cơm cũng hai chén có ăn hơn đâu. Ông nhà giàu ở cái biệt thự 5.000 square feet, cái nhà ổng, ổng cũng có lăn hết cái nhà ổng ngủ đâu. Tối ổng ngủ cũng nhiêu đó thôi. Mà thậm chí mà trời mà lạnh ổng có ro vô có một khúc nữa. Thật ra cái vấn đề không phải là giàu nghèo, cái vấn đề là chúng ta biết sống. Chứ biết sống nó quan trọng lắm. Chứ còn cái chuyện mà người không biết sống, ở đâu họ cũng sống không được. Cái người mà biết sống, ngồi đâu, ở đâu, ăn gì họ cũng hạnh phúc, an vui. Vì họ thấy được cái mục đích của sự sống. Họ biết được cái mục đích của cái ăn. Ai cũng nói hết trơn. Ăn để sống mà, cầu kỳ chí. Vậy mà thiếu một chút chịu nói. Ăn cơm thiếu miếng ớt cũng cằn nhằn. Ăn phở thiếu cọng rau cũng ngồi không chịu. Ai cũng nói được là ăn để sống. Nhưng mà đa số mình không có sống đơn giản được như vậy. Cho nên cái quan trọng là mình phải thấy rất là rõ. Như hồi sáng, như mấy ngày nay Pháp Hòa hay nhắc, có nhiều người cứ nói tôi không cần đi chùa ăn chay niệm Phật tu hành gì, tu tâm. Nhưng mà một khi cái việc nó đến mà tâm mình bị lôi mà không dừng lại được, thế thì mình chưa biết tu tâm. Người tu tâm là phải biết tâm mình đang khởi cái gì. Thí dụ như là mình đang giận, biết mình đang giận không? Mình đang giận rồi giận, mình bị cơn giận nó lôi mình đi thì không hề biết tu tâm. Cho nên tu tâm đâu phải dễ mà. Mục đích của Đạo Phật dạy cái gì? Dạy tu tâm. Cho nên mình cứ nói mình tu tâm, nó tu không phải Đạo Phật, tu tu tâm, tu ăn hiền ở lành. Tháng chưa có ngày nào ăn hiền hết, sao cứ ăn hiền. Rồi người ta đụng tới mình thì thậm chí người ta mắng mình, hay là người ta làm gì sai mình xăng tay áo, mình la, mình rầy, mình mắng, mình chửi. Mình người kia mới nói sao mà chị hay anh đối xử với người như vậy, tôi tức quá mà. Cái người đó như vậy mà mình không như vậy mới là tu tâm. Còn mình y chang như nó thì giống thịt chứ gì đâu. Cho nên tu tâm là mình rõ cái tâm mình nó đang sinh khởi cái gì, buồn vui giận ghét biết rất rõ. Mà biết rõ được cái sinh khởi của tâm để mình chỉnh nó, mình điều phục nó, thế mới gọi là tu tâm. Còn cái tánh, ai cũng có tánh tốt rồi, ráng dưỡng cái đó. Cho nên nhà vợ, ông bà Việt Nam mình hay kêu tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm mình hay đụng gì là nó khởi, đụng gì là nó khởi. Cho nên cái tâm đó phải tu dữ lắm, phải chỉnh dữ lắm. Bữa nào mình thương người đó thôi, trời ơi, anh em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Đó là mình thương. Tại mình thương rồi mà ăn cũng dễ thương. Cười cũng dễ thương, nói cũng dễ thương. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Nhưng mà tới hồi mình không ưa rồi sao? Tôi nghe bà rước tôi mệt quá. Tôi thấy cái tướng ông là tôi phát ghét rồi. Cho nên là khi mình không thích rồi thì cái tâm mình nó đối diện, nó phát khởi. Cho nên định nghĩa chữ tâm rất đơn giản. Rất nhiều cách nhưng mà có một cách định nghĩa. Tâm là gì? Là sự nhận biết những gì đang hiện khởi. Thế là tâm. Cho nên mình ví dụ bây giờ mình uống nước, biết lạc, đây là nước lạc. Không có so sánh, trời ơi nước gì lạc nhất, ủa nước lạnh mà không lạc chứ nó làm sao đây. Mà đa số là mình cứ như vậy. Chè gì mà lạc nhất, mà hễ mà ngọt quá thì chè mà ngọt ngay, ngọt như đường. Có thậm chí mình còn nói ngọt như chè, mà chẳng ai biết chè nó làm sao. Có nhiều khi chè nó lạc cũng có, chè nó ngọt cũng có. Chứ mình đem cái như đó mình so sánh cũng không được. Thì có một cái chú đó, chú tu một thời gian rồi chú nghĩ là chú đủ khả năng để chú đi xuống núi, chú độ đời rồi. Thì một hôm đó, chú vô, chú xin phép thầy của chú cho chú xuống núi. Ông thầy mới nói, rồi chiều nay con đến thăm thầy, thầy nói chuyện. Chú lo, chú đi vô đây, cái thầy mới nói, ủa hồi nãy con vô đây mà đôi dép con để bên trái hay bên phải? Ông quên. Tại vì ông nghĩ sao? Ông nghĩ vô trong này để ông thầy ấn chứng cho xuống núi. Ông quên là ông để đôi dép bên phải bên trái. Cái ông thầy nói thôi con lui ra đi, bữa khác con tới. Kỳ này cái trời ông đi không để ý lắm. Kỳ này vô phải để đôi dép bên phải hay bên trái đàng hoàng nha. Cái thì ông vô mà gặp đôi giày đó trời mưa. Ông xếp cây dù là ông dựng. Vô cái kỳ này ông thầy không có hỏi là dép nữa. Ông thầy hỏi nãy con để cây dù bên phải đôi dép hay bên trái đôi dép. Ông chơi với. Thấy không? Rồi
Thầy nói thôi con lui ra đi, thời gian sau phải trở vô. Trở vô xong rồi cái chu kỳ này để giày, lo đôi dép, lo đôi dù. Ông thầy nói trời nắng quá, con lại con hạ màn xuống đi. Ông làm cái rột, đóng cửa cái rầm. Ông thầy nói con chưa được. Nghĩa là sao? Nhiều khi á, mình cứ nghĩ những cái chuyện rất là lớn, như là độ đời, giúp người, làm những anh hùng, nhưng mà những cái việc rất nhỏ, những cái việc rất vi tế, mình quên. Trong cuộc sống của mình đôi khi như vậy. Mình ra ngoài á, trời ơi, mình anh hùng, mình giúp đỡ nhiều người dữ lắm, nhưng mà trong nhà mình muốn giúp ai chứ. Nhiều khi ăn cơm xong cái chén không dọn nó làm gì. Thở độ đâu độ mà thấy người nhà mình chưa làm được cái việc nhỏ nhất trước mặt mình nè. Cái người mà nấu ăn cho mình rồi nè, mình đứng dậy mình có biết dọn phụ rửa cái chén không? Hay là tối ngày mình chỉ nhắc cái pho lên, chỉ có cần gì tôi giúp không? Anh có cần gì tôi giúp không? Mình đi lo rất là nhiều chuyện bên ngoài, nhưng mà thật sự trong nhà này mình quên mất. Đó là mình nói chuyện nhỏ đối với những người xung quanh mình. Còn đối với bản thân mình, đôi khi mình đóng một cái hình ảnh rất là bự, rất là to, rất là đẹp, nhưng mà nội tâm của mình, mình lúc chút những cái tham, những cái hờn, những cái giận, những cái sân, nó lúc chút ở trong này mình chưa chỉnh được. Mà chưa chỉnh được thì tức là mình sống mình bị nó lôi. Có một cái chú Sa Di á, chú Sa Di tức là một chú tiểu mới chua, chú thỉnh một tiếng chuông lên nghe rất là hay. Thì người thầy mới, một cái vị thầy mới nghe được tiếng chuông đó, mới gọi chú xuống hỏi hồi nãy con dụng cái tâm gì con thỉnh chuông, trong khi mà con thỉnh chuông con suy nghĩ cái gì? Thì người này mới nói dạ con đâu có suy nghĩ gì đâu, con chỉ thỉnh chuông thôi, thỉnh chuông là biết thỉnh chuông thôi. Thì ông thầy nói không, ta nghe trong cái tiếng chuông của con nó tròn, nó ngân, nó hay lắm. Thì chú Sa Di mới nhớ trực là ồ dạ, lúc con đi vào chùa con tu, thầy của con dạy khi con đến, trước khi con thỉnh chuông thì con hãy kính trọng cái chuông như kính trọng một đức Phật. Cho nên khi con cầm cái dùi lên, con chuẩn bị thỉnh tiếng chuông thì con kính cái chuông này như đức Phật, cho nên con cung kính, con thỉnh vào tiếng chuông. Vì vậy mà có lẽ vậy mà tiếng chuông nó hay. Thì ông thầy mới nói đúng rồi, khi mình làm một cái việc gì mà tâm của mình để trọn vẹn vào trong đó thì tự nhiên việc đó nó thành và nó rất là hay. Và không phải chỉ việc thỉnh chuông, tất cả những sự việc gì chúng ta làm trong cuộc sống này, và chúng ta hãy coi nó như một đức Phật, coi nó như một vị Bồ Tát, coi nó như một vị mà thánh mà chúng ta kính thờ, thì chúng ta đều làm trọn hết. Pháp Hòa ví dụ, mình lấy cái gối mình xếp, mình xếp cho ngay ngắn, vì mình nghĩ rằng chiếc gối này cũng như một Bồ Tát vậy đó. Trong nhà Phật cái chữ Bồ Tát là gì? Là những ai có khả năng làm những gì lợi ích cho người, chúng ta đều gọi Bồ Tát hết. Thậm chí một cái vật, ví dụ như cái gối nè, quý vị ngồi không có cái gối ngồi nó khó chịu, có cái gối ngồi yên quá, thì cái gối đó là Bồ Tát. Bây giờ mình khát nước quá, thì có ai đó cho mình một ly nước, thì người cho mình ly nước là Bồ Tát. Và cái nước giúp cho mình hết khát cũng là Bồ Tát. Vậy thì trong cuộc sống này á, nếu mà chúng ta biết có cái cặp mắt chúng ta nhìn, thì chúng ta sẽ thấy rằng hình như xung quanh mình Bồ Tát nhiều lắm. Và khi mình thấy mọi người Bồ Tát nhiều thì mình ít thấy sao? Ít thấy ma, ít thấy quỷ. Chứ còn thôi mình nói, anh là quỷ, xung quanh nhiều khi mình mắng xung quanh thằng đó quỷ, anh kia yêu tinh, nhưng mà mình không thấy rằng trong cuộc sống của mình, quý vị thấy không? Bây giờ trong tang quyến của gia đình bác Quang, chỉ cần quý vị nhìn lại, quý vị thấy rằng trong 3 ngày qua cái tang lễ của ba đi đến một cách rất là trọn vẹn, tại vì mỗi người một bàn tay. Người đến giúp cho mình lo bàn thờ, người đến giúp cho mình lo bàn Phật, xong rồi lo cơm, lo nước, lo mọi việc hết. Mà không có ai nghĩ là ô, tôi làm cái này để mà người kia phải nhớ ơn gì hết. Không.
Cái gì mình thấy trước mắt, mình khả năng mình làm được, người ta đang cần cứ làm. Và mình làm bằng cái tâm như vậy đó là tâm của Bồ Tát. Và việc làm mình làm trọn vẹn như vậy đó là việc làm của Bồ Tát. Và cái người kia tiếp nhận mọi cái tình thương của người đó trọn vẹn như vậy đó là mình tiếp nhận bằng trái tim của Bồ Tát. Cho nên mình cũng phải có một tấm lòng rộng để mình biết nhận, mình biết đón, biết nhận những cái hay của người khác, người ta đến với mình. Có nhiều khi mình không ưa người đó, nhưng mà người đó vừa có làm tốt gì với mình đi nữa, mình cũng thấy người đó xấu đó. Đừng có giả bộ, đóng kịch trước mặt tôi thế này thế nọ. Thế tự mình làm cho cuộc sống của mình trở nên khổ đau bế tắc, mà lẽ ra cuộc sống của mình rất là thênh thang. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống này rất là ngắn, nó rất là ngắn mà mình không biết là mình tắt thở hay là người kia. Cho nên có một lần mà thưa đó, có nhiều lúc Pháp Hòa ngồi thiền đó, tự nhiên trong đầu mà nó phóng ra một câu gì đó. Cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Bây giờ mình đặt là cái chết với ngày mai, nhiều khi mình nói mai gặp nha, chắc gì mình có ngày mai. Thật sự giữa cái ngày mai và cái chết, không biết cái nào mình tới trước nữa. Và khi mình quán như vậy đó, không có nghĩa là làm cho mình bi lụy, không có nghĩa là làm cho mình buồn thảm về cuộc đời, nhưng mà để cho chúng ta biết mở lòng và chúng ta biết đón nhận. Dù người đó họ có đến với mình, có thể trong quá khứ họ đã từng làm cái điều gì xấu đối với mình, nhưng mà biết đâu họ đã ăn năn. Họ đã ăn năn, nếu mình thấy ăn năn nhỏ quá, họ ăn sắn cũng được. Củ năng mình thấy nhỏ quá, ăn củ sắn cũng được. Ăn củ sen cũng được. Nhưng mà con người á, đôi khi á, người ta ăn năn, người ta hối hận, nhưng mà người ta còn mắc cỡ, người ta chưa dám nói lời xin lỗi với mình. Nhưng mà nếu mình mở lòng và với cặp mắt của Bồ Tát, mình sẽ thấy rằng người ta đang xin lỗi mình bằng một cách là người ta làm cái gì đó lại đối với mình. Có nhiều khi ông chồng có lỗi với vợ, ổng muốn nói xin lỗi mà ổng nói không được, thì ổng sẽ đến với vợ bằng cách khác, phụ vợ rửa chén, làm gì đó cho vợ vui. Nhiều khi hành động đó thay cho một lời xin lỗi. Và đôi khi nếu mà cái người đó họ đang, thí dụ như họ đang như vậy đi, tại sao mình, có phải là mình muốn họ cải thiện không? Muốn, thì tại sao mình không mở lòng mình tiếp nhận cái đó như là một sự phục thiện của họ? Mình luôn luôn mình cứ mong người ta phải cải thiện, phải làm tốt, mà hễ người ta làm tốt cái mình không chịu, cái mình nói giả bộ, mình nói thế này thế kia. Thành thứ ra chính cái đôi khi cuộc sống rất là đơn giản, chỉ cần mình cứ mở lòng, mình nhận cái gì nó như là trước mặt mình. Ví dụ giờ ông giả bộ ông tốt ngày đi cũng được, nhiều khi không tốt ngày nào mà sao. Thành đối với Pháp Hoài, nhiều khi cái người đó đi chùa về nửa ngày rồi ở chùa hiền khô à, làm con quả dữ dội lắm, tới hồi về nhà la ố sùm. Ổng mới nói sao nửa ngày hôm nay bà ở chùa bà hiền quá, nửa ngày sau bà dữ vậy. Nhưng mà ổng nói xong nói ờ thôi cũng được, bà giữ nửa ngày còn hơn trước kia bà giữ nguyên ngày. Trong cuộc sống á, cái mà làm cho Pháp Hòa dễ chịu nhất là Pháp Hòa mở lòng và đón nhận những gì, bất cứ dù một giây một phút. Nhiều khi quý vị biết không, những đứa nhỏ đó, hồi nhỏ nó đi chùa vậy đó, mà tới lớn có thể nó thay đổi. Tại vì lớn rồi nó có niềm vui của nó có bạn bè của nó. Nó không còn thấy những cái điều vui gì ấy, khi nó đi chùa, nó đi nhà thờ. Thật ra khi nào mà nó lớn rồi, lâu lâu nó còn tấp vô chùa đó, tấp vô nhà thờ phải mừng. Sao? Bữa nay làm gì tới đây? Thất tình hả? Là mình phán cho người ta một câu rồi đó điều. Quý vị thấy không? Thật ra nó nhiều khi nó có chuyện gì nó cũng nghĩ à, hồi nhỏ mình cũng đi chùa thôi, giờ lớn lên mình lâu lâu mình tấp về chùa. Nó mới vừa tấp vô cái mình đẩy nó một cái một nó dè luôn. Trong cuộc sống á, chữ sống là gì? Sống là sự sinh hoạt, không? Sống là sự sinh tồn. Mà muốn sinh tồn thì cái niềm vui á, nó làm cho mình có cái ý chí, có cái phấn khởi để mình sống. Có nhiều người sống mà không có niềm tin nè, sống mà không có một hy vọng nè, sống mà không có thấy một
không một đón nhận một tình thương của ai, thì tự nhiên người đó cũng sống nhưng mà người ta cảm thấy cuộc sống này nó lạc lẽo, nó vô vị. Nhưng mà nếu trường hợp ngược lại, mình làm một việc gì đó cho người ta có một niềm tin, một sức sống, thì mình là Bồ Tát. Và ngược lại, mình nếu cuộc sống của mình á, mình không còn tin được ai, thôi giờ không dám nghĩ rằng mình tin người ta mãi mãi, thì giờ tin người ta được buổi ngày để làm cho mình có một phấn khởi, mình sống một ngày cho nó hạnh phúc. Cho nên á, người xưa người ta có làm một cái bài thơ 8 chữ, 8 câu rất là hay mà Pháp Hòa thỉnh thoảng qua đọc cho quý vị nghe đó. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Hờn á, không có nói ra. Giận thì nó biểu lộ, còn hờn là nó ngầm ngầm. Cho nên trong kinh hay ví dụ á, giận á là lửa phực, hờn là lửa than, lửa tro. Phải không? À, cho nên á là mình mà cứ hờn người đó, mình không nói ra cái giận của mình, cái người mà giận là đùng 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 nói vậy. Cái đó là kêu sân đó. Tiếng Hán gọi là sân. À, còn cái người mà im im trong lòng gọi là hận. Mà nhiều khi á, mình để trong lòng lâu ngày á, nó thành cái hận. Mà cái hận lâu ngày rồi thì mình muốn, mình có cái ý nguyện sao? Muốn trả thù để rửa hận. Thường cho nên á, cái hận là khi mình thương người đó nhiều chừng nào, mình hận nhiều chừng đấy. À, hôm trước Pháp Hòa có đọc một cái bài, họ viết cũng hay lắm. Họ nói trong cuộc đời này có nhiều chữ nó rất là tương đồng. Thí dụ như chữ yêu, 3 chữ à. ba chữ cái là yêu. Thì đối với chữ yêu là gì? Thù, nó cũng 3 chữ. Thật ra tùy mình chọn. Thấy không? Tùy mình chọn. Hãy mình chọn ba cái chữ cái bên này hay là ba chữ cái bên kia thì cái tâm tư mình nó khác. Cho nên một vị ni sư ở Đài Loan, ni sư nói một câu: ở đời có hai điều được với mất. Mà nếu mà người nào mà buông bỏ được thì hai cái trạng thái nó khác nhau. Một là mình được, hai là mình mất. Nhưng mà rủi cuộc đời này á, mình được hay mất đều là hai cái người mà người ta buông bỏ được hai cái tâm gọi là được mất á, thì hai cái cách sống nó khác. Con người luôn luôn á, sợ mất, luôn luôn muốn được, mà hãy được thì vui, mất thì buồn. Cho nên cả cuộc đời của mình cứ sống bằng cái tâm niệm được mất, vui buồn. Nhưng mà nếu mình sống làm sao á, được cũng được mà mất cũng không sao, tại vì mình biết rõ rồi. Quý vị thấy á, mình trong cuộc sống này mấy mươi năm qua mình được nhiều không? Được nhiều thứ lắm. Rồi trong bên cạnh cái được mình có mất không? Mất cũng nhiều lắm. À, mình đi tìm bạn cũng có, mà mình gây thù cũng có. À, rồi mình được cái này cũng có, mình mất. Thí dụ giờ mình chơi đánh bài mình thắng người ta. Thắng người ta mình thắng tiền, nhưng mà ngược lại mình được cái gì? Được người ta ghét. Được người ta không ưa. Cho nên trong kinh Phật nói không, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình hơn người khác chẳng qua là mình hơn được vậy thôi, nhưng mà bên cái thầm lặng của cái được đó, mình thêm một người trách mình, oán mình. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình phải làm sao hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Cho nên cái mà hạnh phúc nhất của con người chúng ta là gì? Khi chúng ta sống trong cuộc đời này, cái gì chúng ta được thì cứ nhận. Nhưng mà nhớ trong cái được này, nó không có được vĩnh viễn đâu nha. Nó từ từ nó giảm. Thí dụ như giờ mình được lớn khôn nên người, thành tựu. Nhưng mà trong cái thành tựu này gì? Mình cũng sẽ già nua từ từ rồi mất mát. Cho nên việc gì mình làm được cứ làm, nhưng mà đừng dính gì hết đó. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Mình thương tất cả, mình giúp tất cả, nhưng mà không có gì để mình phải dính hết. Hồi trưa bữa Pháp lên xe và có nói với mấy chú, có một lần ở chùa mình đề nghị là có dịp nào đó mình sẽ tu sửa cái chùa lại. Mà Pháp Hòa rất là tán đồng cái chuyện đó. Vì Pháp Hòa suy nghĩ là quý chú
quý cô hiện tại còn đang khỏe mạnh, làm được gì cho chùa cứ làm, thế hệ sau không chắc làm được đâu. Cho nên hiện tại á, năng lực của quý cô chú còn, mình nên làm một lần. Cái chùa mình nó mình có khả năng mình chỉnh đốn lại, làm cho nó khang trang lại, rộng rãi, khang trang, mát mẻ, để cho đời sau người ta hưởng. Nhiều khi mình không thấy lợi ích hiện tại, nhưng mà khi mình làm xong rồi thì mình mới thấy được cái lợi ích của nó. Cho nên nên làm cái chuyện đó. Chứ để mai mốt rồi già đọc tiếng Anh không kỹ, số này ra số kia trả không được. Còn bây giờ còn đang khỏe mạnh, còn đang có năng lực làm việc, nên làm. Cho nhiều khi quý vị thấy đời hiện tại bây giờ mình có những cái thánh tích, những cái thắng cảnh mình đi là tại sao? Nếu người trước ai cũng nghĩ giống mình vậy đó, làm chi cho nhiều rồi ai hưởng, ai lo, phải không? Rồi thì chẳng ai làm gì hết. Nhưng mà nhờ các vị nói, mình sống mình làm được gì mình cứ làm, phải không? Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy những ngôi chùa không? Hàng ngàn năm, hàng ngàn năm nay, bây giờ vẫn có người giữ gìn nó, tu sửa nó, phát triển nó. Nếu mà cả ngàn năm trước các tổ cũng nghĩ giống mình vậy đó, làm cho dữ rồi chết bỏ đó ai lo, thì không có gì làm được hết. Cho nên khi mình sống không giận, không hờn, không trách, ba cái đó làm mình khổ rồi. Cái người giận thì lúc nào cái diện mạo nó cũng hiện lên sắc tướng của người giận. Rồi người hờn thì trong lòng nó cứ buồn buồn, mang mát, không nói ra. Cho nên hờn, giận là hai cái khổ lắm. Giận thì nó phực lửa bên ngoài, hờn thì nó ấm ức ở bên trong. Rồi chính cái hờn, cái giận đó cho nên nó nguyên cục oán trách, hay là trách móc. Sống không giận, không hờn, không oán trách là một hạnh phúc. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Mình ngồi đây, người nào mà chưa từng trải qua những cái không có những cái thử thách trong gai, hồi mình mới qua đây nội cái học tiếng Anh là cũng đã khổ rồi, rồi đi làm bị người ta ăn hiếp nè, bị kỳ thị nè, vân vân, đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tất cả những cái đó mình vượt qua hết, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Tại sao? Tại vì trong cuộc đời này buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Cái buồn gì rồi nó cũng qua, phải không? Chỉ có buồn ngủ nó không tha mình ngày nào. Cho nên nhiều khi á, mình phải có những cái câu: so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cuộc đời này nếu mà gom hết lại, gom hết, Phật nói trong kinh đó, nếu mà gom hết nước mắt của chúng sanh trong cái thế giới này nhiều hơn nước của bốn biển, nếu mà gom hết nước mắt của chúng sanh ở cái vũ trụ này lại nhiều hơn nước mắt của nhiều hơn nước bốn biển. Cuộc đời mình, hồi mình mới lớn, lúc mình mới nhỏ nhỏ đó, mình cũng khóc, khóc dữ dội lắm, khóc những lúc mình không được đồ chơi, khóc những lúc cha mẹ không cho mình cái này, không cho mình cái kia, hàng khóc một trận, khóc quá trời, khóc từ lúc nhỏ. Là những cái lúc mình vòi vĩnh những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà ai không cho là khóc. Lớn lớn một chút bắt đầu biết yêu cũng khóc. Nếu mà mình thương người đó quá, mình nhung nhớ người đó, mình cũng khóc. Mà người đó mà không có đáp tình với mình cũng khóc. Người đó đi đâu không nói cho mình nghe, mình ghen không mình cũng khóc. Cho nên có người yêu rồi bộ vui sao, có người yêu cũng khóc đó. Rồi giờ mình cuối cùng người đó chịu cưới mình hay mình chịu gả cho người đó rồi mình tưởng yên sao, rồi mình cũng phải hồi hộp phập phồng, làm đủ thứ để giữ hai chữ hạnh phúc. Trong cuộc sống nhiều khi chỉ có hai chữ hạnh phúc thôi, cũng phải làm dữ lắm, tranh đấu dữ lắm. Thấy người đó nói chuyện hơi hờn hờn giỏi giỏi là mình phải tìm mọi cách để mà phục hồi lại. Cho nên rồi nếu mà ngồi mà kiểm, chúng ta có nhiều khi vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc. Mình khóc nhiều hơn mình cười, mà không có ai mà buồn mà cười hết đó. Nhiều chỉ có cười là cười sao, cười chán chường cho cuộc sống này, cười mà nghĩa là rất là chua chát.
Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Vì chúng ta luôn hiểu rằng ngày hôm nay tuần rồi trời cũng còn mát còn ấm phải không? Tự nhiên hôm qua giờ lạnh, lạnh như mùa thu mặc dù chưa tới thu. Nhưng mà bây giờ mình làm gì? Pháp Hòa hay ví dụ mình không thay đổi được thời tiết, nhưng mình thay đổi được cái gì? Mình có thể chỉnh đốn cái tâm mình làm sao thích ứng được với thời tiết. Mình không thể thay đổi thời tiết, nhưng tự mình có thể làm gì để mình hội nhập, chan hòa được với thời tiết. Trời lạnh, mặc thêm áo. Trời nóng, cầm quạt. Nhưng mình không thể thay đổi nắng hay là mưa hay là bất cứ. Nhưng mình có đủ dụng cụ. Con người mình có đủ dụng cụ để đi mưa, đi nắng, đi tuyết, đủ thứ. Thậm chí bây giờ trời nắng có lotion sức lên, chống nắng. Mà những chai lotion nó còn để nghe, nắng mà 50 độ plus hay là 40 độ plus nữa. Và đủ các loại kem để mà sức nắng, chứ không phải là một loại. Cho nên sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Quý vị thấy không, trong cuộc sống của mình, Pháp Hòa đi đâu mà Pháp Hòa thấy một ngôi chùa nào Phật tử sống vui vẻ với nhau, sống chan hòa với nhau, sống giúp đỡ lân mẫn cho nhau, Pháp Hòa vui dữ lắm. Mặc dù chỗ đó không phải là địa phương của mình, không phải là trụ xứ của mình, nhưng mà mình thấy rằng cuộc sống này mình bỏ tất cả để mình đi qua một cái đất nước người ta mình nhận ở nơi này làm cái quê hương của mình. Rồi mình nhận những người Việt mình gọi nói, ô đây là đồng hương của tôi đó. Đồng bào, đồng hương, gặp nhau là kêu đồng đủ thứ, đồng chí, đồng hành, đồng tâm gì đó. Mà hổng và hổng ưa nhau nữa, cái là đồng lạnh. Thành thử ra mình đã gọi nhau là đồng hương. Rồi mình gọi những người cùng một cái chí hướng tu hành với mình là đồng đạo. Thì tại sao mình lại ganh với cái người đồng đạo của mình nếu người đó có cái đời sống tu hành tốt? Mình phải mừng chứ tại sao mình ganh. Cho nên nhiều khi mình thấy rất là buồn khi mình thấy cái người đó tại sao cũng cùng đi tu học với nhau mà thấy người bạn mình được cái này là không thích, rồi nói những cái lời mắc mỏ, tự nhiên mình thấy nó buồn. Cho nên chính vì vậy rồi mình cũng sống chung một môi trường đó mà người kia an lạc, mình thì không. Cũng ăn cùng một cái bữa cơm đó mà người kia ăn hạnh phúc, mình là không, tại vì mình không biết cách sống. Chứ ai sống thì ai sống giống nhau hết á. Nhưng mà chiều này ăn cơm ăn giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà người nào không thích thì sẽ ăn không ngon. Còn ai cũng thích hết là ăn rất là ngon. Cho nên cùng một cái không khí, cùng một môi trường, cùng tất cả, nhưng mà chúng ta không có cùng được. Cho nên mình đọc tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng nó trật. Cái câu đó là thống lý là gì? Tức là mình có cái tâm nguyện muốn đưa tất cả mọi người trở về cùng một con đường đó, để đi đến một cái chỗ gọi là gì? Chỗ thống nhất, chỗ cùng chung. Mà bây giờ nếu mà mình không hội nhập, mình đi vào bản thể đó thì không thể thống nhất được. Ví dụ như giờ mọi người trưa hôm nay ai cũng ăn cơm, cái tự nhiên và nói không, tôi không ăn cơm, giờ tôi thích ăn cháo, tôi ăn cái gì đó, cái tự nhiên mình chỏi mình vậy. Thấy không? Thành thử cái này là nhất thống. Thay vì thống nhất mình muốn nhất thống. Thành thử mình không thể đi. Chữ tăng trong nhà Phật có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là thanh tịnh. Cho nên một đoàn thể mà sống hòa hợp, nhà Phật gọi là tăng. Đoàn thể sống hòa hợp, mà một cái đoàn thể đó có được hình tướng đoàn thể mà không có nội dung hòa hợp thì không thể gọi là tăng được. Cho nên mình phải sống chan hòa, người ngoài, người đời mình còn chan hòa được. Quý vị thấy mình đi vô trong máy bay á, người nào mà yếu chân nè, đi xe lăn nè, có em nhỏ nè, vô trước. Rợn lát nữa máy bay dừng á, những người đó ngồi lại, đi ra sau, tại vì lúc đó máy bay nó trống rồi, đi ra dễ dàng, thấy không? Tại hồi nãy á, mình nhường cho họ vô trước, khi xong rồi, mình họ nhường cho mình đi. Rồi ngược lại, trước nếu mà lỡ chuyến máy bay nó trễ, họ sẽ thông báo
Những ai mà có cái chuyến gọi là chuyển tiếp mà đang rất là cận giờ, xin hãy đứng dậy và đi. Những người khác không gấp, xin ngồi lại nhường chỗ cho các vị đó đi. Thật ra trong cuộc sống đó, nếu mình có cái nhìn thôi là mình thấy ngay ở cái chuyện xếp hàng đi vào một cái chuyến bay thôi, mình cũng thấy được cái sự chan hòa của sự sống. Thế gian mà ta còn sống được thì huống chi mình là người đạo. Chữ đạo ở đây Pháp Hòa không nói riêng đạo Phật. Những người nào mà có cái con đường tâm linh để sống, không, mình tin vào Phật, mình tin vào Chúa, mình tin vào tất cả những các bậc thánh, rồi mình cũng bắt đầu nghiên cứu một chút gì đó con đường tu đạo, mà mình thiếu cái sự chan hòa đó thì mình chưa phải là cái người hiểu đạo và tu đạo. Cho nên á, có đạo thì ai cũng có, nhưng mà hiểu được đạo hay không là một chuyện nữa. Có nhiều người cũng đạo Phật vậy mà đâu hiểu đạo Phật là gì đâu, không hề hiểu đạo Phật là gì cả, mặc dù người ta là gốc Phật. Bây giờ muốn hiểu Phật thì phải học để nghiên cứu, mà nghiên cứu xong chưa đủ nữa, cái đó mới lý thuyết à, phải ứng dụng. Mình càng ứng dụng thì mình thấy ô, bây giờ mình mới thấy đạo đâu là đâu có gì xa xôi, đạo là bình thường vậy nè, không, đạo là cái chuyện mà mình ăn á, mình biết mời nhau nè, đi về biết chào nhau nè, tự nhiên nguyên bàn ai mình cũng chào, trừ người mình đi im lặng mình không chào. Người ta hỏi bộ chị giận cái anh đó, mắc gì tôi giận, mà hai mắt mình trợn lên vậy đó, mà cái cách của mình là người ta biết rồi, bàn 10 người mà chào có 9 là trừ anh đó ra. Chị không nói rõ mà chị nói cho tôi biết. Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, đôi khi mình giấu, người ta hay kêu giấu cái đậu lội đuôi vậy. Mình muốn, có nhiều lúc mình cũng muốn biểu lộ cho người khác thấy là tôi đang bất đồng với người kia thế này thế nọ. Cho nên Pháp Hòa hay nói mấy chú nhỏ, có tài cỡ nào có mà không biết cách sống với nhau thì cũng không bao giờ cái tài đó làm gì được. Tài mà không có bạn, tài mà không có được cái người thương mình thì tài đó để làm gì? Mà nhiều người, người ta không biết chữ, người ta không có học gì hết á, nhưng mà người ta sống rất dễ thương, người ta sống rất đẹp. Cái người đó sống không bao giờ mà người ta không có bạn. Ngày hôm qua Pháp Hòa về nghe kể là ở trong cái hội, trong cái lễ đường Phật, những người bà con bằng hữu đến thăm bác quan không còn chỗ ngồi. Có những vị lái xe vô phải lái vòng vòng đi kiếm bãi đậu xe chứ không có chỗ đậu. Nhiều đó thôi là mình sẽ hiểu rằng á, bác trai với bác gái bình thường ở cái xứ này đã sống với mọi người như thế nào. Thì cái đó là cái quả đó, nhà Phật gọi là nhân quả đó. Đó, cái nhân họ sống như thế nào thì đó, khi người ta nằm xuống mình nhìn, không, ta không cần phô trương, ta không cần nói gì hết, chỉ cần mình nhìn vô cái đó mình hiểu được cái quả nó như thế nào. Pháp Hòa nhớ hồi xưa cách đây khoảng chừng gần 20 năm ở bên San Jose, sư bà chùa Đức Viên là sư bà Đàm Lũ, sư bà mất. Thì trước khi sư bà mất, sư bà di chúc lại là làm đám tang thật là đơn giản, và mua cái cổ quan tài cho sư bà không quá 300 đô. Sư bà dặn kỹ như vậy. Mà cuối cùng quý vị biết không, đám tang sư bà xưa nay chưa bao giờ có đám tang của một vị tôn túc nào ở hải ngoại mà long trọng trang nghiêm như đám tang của sư bà. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày mà ra cảm tạ đó, thì vị hòa thượng trưởng ban tổ chức mới nói đó, ban tổ chức có nhớ là sư bà dặn như vậy đó, nhưng mà xin lỗi sư bà là ban tổ chức không làm được. Điều này nếu muốn trách là phải trách sư bà. Sư bà đã sống như thế nào mà để cho mọi người thương mến đến đông đảo và vượt ngoài cái dự trù của ban tổ chức cũng như ước nguyện của sư bà. Muốn cổ quan tài chừng 300 đô thôi, rốt cuộc nhà hoàng tặng cho sư bà cái quan tài luôn. Tặng một cái quan tài bằng gỗ bình thường, đẹp. Cho nên nhiều khi mình không phải mình muốn, nhưng mà cái nhân mình sống, cái quả nó tự đến. Cho nên nhiều khi mình sống, mình làm việc gì cha không cần phải đặt vấn đề, anh phải làm này, anh nhớ nha, không cần. Cứ làm hết lòng, sống hết dạ. Ở đời ta kêu là sống cho đẹp. Mà khi mình sống đẹp rồi, mình chết cũng đẹp nữa.
Mình chết đẹp là gì? Mình mỉm cười, mình đi, mình không có gì lưu luyến hết. Tại vì mình đã sống trọn vẹn. Cách đây chừng 2-3 tuần, trong một cái buổi Phật sự ở xa, thì có một vị Phật tử liên lạc nói là: Thầy ơi, bây giờ bà cụ đây rất là thương quý Thầy, mà từ nào giờ bà chưa được gặp, mà giờ bà sắp mất, Thầy nói với bà vài lời. Thì gia đình mở cái phone, mở speaker lên cho Pháp Hòa nói chuyện với bà. Mặc dù Pháp Hòa với bà chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà cái lời nhắc nhở của Pháp Hòa: bà đã sống trọn vẹn hết tất cả những gì bà sống cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho con, cho cháu. Bây giờ bổn phận của bà đã xong, duyên của bà đã mãn. Nếu đến lúc bà đi, bà cứ đi cho nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến hết. Mình biết rất rõ, thân này có được tạm xài mấy mươi năm thôi. Hết mấy mươi năm rồi, cái thân này phải bỏ. Thưa đại chúng, là nhiều khi mình thấy cái máy nó còn bảo đảm hơn mình, tại nó có cái giấy guarantee, còn mình không có. Mình đi mua cái tivi còn nhận được cái giấy 2 năm guarantee, mua cái tủ lạnh 5 năm guarantee, còn cái thân này không hề có guarantee. Sống ngày nào biết ngày đó thôi, chứ con không biết được ngày mai. Vì vậy cho nên mình không biết được cái guarantee này, thì tại sao mình lại làm chi mà cho mọi người xung quanh ta buồn ta khổ? Dũng thân cho đúng. Ở bên Việt Nam mình á, có một vị tổ là một vị vua, tức là vua Trần Nhân Tông. Ngài có làm một bài thơ như thế này: thân như hô hấp tỷ trung khí, tế tự phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xung. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải thích bốn câu này. Thân như hô hấp tỷ trung khí, có nghĩa là cái thân này nè, nó giống như cái hơi thở trong lỗ mũi vậy đó. Bây giờ quý vị kiểm có phải không nè, thở vô thở ra, thở vô thở ra, mà hễ mà nó ngưng một hơi thở là sao? Đời mình xong. Cho nên cuộc sống này á, nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu, là cả một sự vay mượn. Uống nước mượn 2 tiếng sau trả, trả vừa xong ra cái mượn trả. Vậy thì uống cũng là mượn trả phải không? Rồi mình ăn nè, ăn vô mấy tiếng sau trả, trả ra cái mượn. Ăn cũng mượn, uống cũng mượn, thở có mượn không? Mượn luôn. Mượn hơi thở vô, trả hơi thở ra, mượn trả, mượn trả. Mà lúc nào nó thôi hợp đồng ngưng, không mượn không trả gì nữa hết. Nó nói thôi cái này cuối cùng nghe, hít vô cái không trả ra được quịt luôn đi. Thì vì vậy thì hơi cuộc sống của mình là gì? Thân như hô hấp tỷ trung khí. Cái thân này chẳng qua là một hơi thở ngay lỗ mũi thôi. Rồi thân tự phong hành lãnh ngoại vân, cái thân này nè, nó giống như một đám mây trên bầu trời, mà gió thổi tới một cái thì cái đám mây này nó làm sao? Tàn, mong manh lắm. Quý vị thấy ha, dầu thơm cũng để lên nè, son phấn bao nhiêu hộp nè, ô cha ăn mặc đủ kiểu hết, tranh giành đủ thứ hết. Tới hồi nằm ngay đó, để vô trong lò, bấm nút 6 tiếng đồng hồ sau bưng ra còn nhiêu đầy đó. Mình cũng đi thể thao thể dục, mình làm cho đủ thứ hết. Rồi bây giờ mình dành thiệt là lớn, có nhiều người mua một miếng đất, những cái người nhà giàu người ta rất đất rất là nhiều, nhưng mà cũng 3 tấc thôi, không có hơn được. Ngày xưa có một ông quan, ông vua chứ, ông mới nói bây giờ giang sơn này của trẫm, mà bây giờ trẫm muốn lớn thiệt là lớn luôn, ít quá trẫm chịu không được. Thôi bây giờ trẫm sẽ phóng ngựa, đi tới đâu là ông muốn đất của lãnh thổ của ông tới đó. Đi 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 riết cái năm này qua tháng nọ, có một ngày nọ con ngựa mà nó cởi ổng, nó quỵ xuống nó chết. Rồi cuối cùng ông vua ổng cũng quỵ xuống nó, ổng chết, cái sẵn tiện ta đào lỗ ta chôn ngay chỗ đó luôn. Thì qua câu chuyện thấy là một ông vua, ổng muốn chiếm lãnh thổ đất, ổng muốn là đi tới đâu là đất phải thuộc về ông. Nhưng mà thật sự cuối cùng cái đất mà ổng sử dụng để chôn cái thân thể là bao nhiêu? Chỉ là một cái lõm chỗ đó thôi.
Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế sự phong hành lãnh ngoại vân. Sự đời này nó chẳng qua như một đám mây, gió thổi tới thì tan. Quý vị thấy hai câu đó nó diễn tả rõ cuộc đời của con người mình rồi. Câu thứ ba: đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú. Chim đổ quyên á, nó kêu lên và nó nhắc nhở mình đừng có quên cái vầng trăng sáng. Ở đây có hai ý. Một, cái người mà sống mà biết thưởng thức những giây phút hiện tại á, thì tại sao lại quên những vầng trăng sáng? Tại sao những quên những làn gió xuân mát? Tại sao lại quên những cái khóm hoa trước cửa nhà mình? Cho nên nhà thơ Quách Thoại đó, ông đi ngang cái hàng thược dược bao nhiêu năm trời, ông cũng thấy nó bao nhiêu năm nay mà có bao giờ ông tận hưởng nó đâu. Tự nhiên một ngày nọ ông đi ngang cái chậu, cái vườn hoa thược dược đẹp quá chừng đi, làm cho ông phải thốt lên bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông nói lên cái hạnh phúc, cái niềm vui và cái đẹp của hoa thực dược mà mấy chục năm nay ông cũng thấy mà ông có thấy gì đâu. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, bao nhiêu năm nay hoa thực dược nở rất đẹp, nhưng mà hôm nay mình mới thấy được cái mỉm cười của hoa. Em mỉm nụ nhiễm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cho nên câu thứ ba mà ngài Trần Nhân Tông muốn nhắc mình đó: đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Đừng có để cái ngày xuân nó đi qua uổng như vậy. Hồi nãy ngồi Pháp Hòa nhớ cái bài thơ đó, chỉ có 5 phút trước khi ra đây, Pháp Hòa cầm cái viết, Pháp Hòa dịch cái bài này bằng thơ Thất Ngôn như thế này. Xé tờ lịch ở trong phòng, Pháp Hòa dịch cái bài đó: thân như hơi thở mũi ra vào, việc đời như gió thổi mây cao, chim quyên gọi nhắc vần trăng sáng, quên mất ngày xuân uổng biết bao. 4 cái câu đó Pháp Hòa dịch lại cái bài của ngài Trần Nhân Tông: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế sự phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Mình để cho cái ngày xuân đi qua quên lãng vậy sao? Và Pháp Hòa đã lấy cái ý đó để mình dịch lại 4 câu này: thân như hơi thở mũi ra vào, việc đời như gió thổi mây cao, chim quyên gọi nhắc vầng trăng sáng, quên mất ngày xuân uổng biết bao. Có một cái cô gái đó, cô tu cũng muốn thành Phật dữ lắm. Thì có một người mới hỏi: cô muốn thành Phật không? Dạ muốn chứ. Bây giờ có ai cho tôi biết chừng nào tôi thành Phật không? Người ta mới nói với cổ là ở trên núi cao, trong hang sâu, có một bà tiên. Bà này tu hành và có thể báo cho mọi người biết ai chừng nào sẽ thành Phật. Trời ơi, cô đổ đường, cô leo lên tới núi đó. Cô vô lên tới núi, vô tới hang sâu, gặp bà đó. Cô lại xuống, cô nói: bà ơi, bà có biết chừng nào con tu thành Phật không? Bà hỏi con thiệt muốn biết không? Nói dạ con muốn biết lắm. Thì cô vừa dứt lời thì bà này hiện ra thành nguyên con quỷ sứ, cầm cái cây chổi đánh cổ: bây giờ. Trời ơi, cổ tá quả tâm tinh, và từ đó suốt cuộc đời cô cũng không nhớ gì hết, nhớ hai chữ bây giờ thôi. Thì cái câu chuyện nó muốn nhắc nhở chúng ta thành Phật là thành gì? Bây giờ nè. Thành Phật là ngay bây giờ nè. Nếu mà đại chúng ngồi đây với Pháp Hòa mà đại chúng vui, đại chúng hạnh phúc, đại chúng bình an là đại chúng đã có sự sống trọn vẹn rồi. Mặc dù trời đang lạnh như thu mà lòng mình vẫn là mùa xuân. Cho nên các vị thiền sư nói trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi,
Xung vắng hay không khi không hờn ghen tức tối? Xung vắng hay không khi biết vui sống trong tình người? Xuân đâu có vắng đâu. Mùa xuân không bao giờ vắng nếu lòng mình vẫn vui vẻ, vẫn an trú. Cơm nước tương cũng ngon. Rồi ngày mai á, cơm sườn cũng ngon. Cho nên cái người hạnh phúc là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương. Hồi nhỏ mình thấy hát vậy đó. Quý chú có nhớ cái bài đó không? Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Cuộc đời nó vậy đó. Có một người đã đến gặp thiền sư Triệu Châu. Hay, bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết con đạo là gì không? Thay vì hòa thượng trả lời lòng vọng, nó uống trà đi. Cò ơi, con cũng uống trà. Ông nói tiếp, uống trà đi. Có đôi khi mình uống trà mà uống trong quên lãng, uống trong suy nghĩ, uống trong lo lắng, uống mà không biết thưởng thức mình uống cái gì. Nhiều khi ăn rất là đồ ăn rất là ngon nhưng mà không có thưởng thức. Tiếng Hán gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị gì của nó trời. Có một cái chú tiểu á, đang đi thì người thầy gặp. Ai, con đang đi đâu? Thì cái người đệ tử mới nói, dạ con đang đi đến trai đường. Trai đường tức là cái phòng ăn cơm á, con đi đến phòng ăn cơm. Cái người thầy mới trả lời, ta đâu có phải là không biết con đang đi, lên trai đường, mà hỏi cái này là cái gì mà đáng nói nữa. Thì người đệ tử trả lời, con đang đi đến trai đường. Hỏi con có thật là đi lên trai đường không? Nói, dạ con đã nói là con đi lên trai đường. Thì ông thầy mới nói, con quả thật là đệ tử của ta. Mình nghe hai thầy trò nói chuyện vô duyên muốn chết. Tự nhiên rồi, con đang đi đâu? Con đang đến trai đường. Mà ông vặn vẹo hồi cũng xác định là con đi trai đường. Cái này là một cái thuật. Đôi khi con người mình đó, mình đang muốn, mình đang làm vậy đó, người ta hỏi một câu cái mình trả lời, mà ta hỏi một câu nữa cái mình giật mình trả lời chuyện khác. Hả? Thành ra cuộc sống của mình đó, đôi khi nó không bình thường là vậy. Cho nên Đức Phật đó, cầm một bên nhánh hoa lên Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp ngồi mỉm cười với Phật, tự nhiên có mấy ngàn người ở dưới, what's going on, what happened, chuyện gì xảy ra. Tới cần hỏi ra thì sao? Đức Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp cười theo Phật. Thế thôi. Mình không phải là người thưởng thức cho mọi thứ. Chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau cười cười, tôi nghi quá. Có chuyện gì vậy? Thành thử con người mình không có sống đơn giản là tại vì mình cái đầu, tại vì mình lúc nào cũng phải có vấn đề. Tại vì trong đầu này nhiều vấn đề lắm. Rồi cuối cùng kể đại chúng nghe. Còn cái ông đó, ổng đang đứng trước cửa chùa Hải Đức, ổng đứng chơi vậy. Ba người ở đằng sau lù đù đi tới, ổng đứng làm gì vậy ta? Ông thứ nhất nói, chắc mất gì kiếm gì. Ông thứ hai nó không có đâu, tôi thấy tướng này giống đứng ngồi đưa đợi ai. Ông thứ ba nói, trời ơi làm gì có, chắc đứng hứng mát á. Thôi đâu, một người đứng mà ba người đoán. Rồi cuối cùng ba người này phải đi tới hỏi cái ông đó. Chú đứng đây làm chi vậy? Thì tôi đứng đây thôi chứ có gì đâu hỏi. Quý vị thấy không? Tại vì mình luôn luôn á, không khi nào mà đứng như vậy. Đứng như vậy phải có vấn đề. Tại vì trong đầu mình lúc nào cũng có vấn đề. Cho nên mình nghĩ ai cũng phải có vấn đề. Có nhiều khi người ta gặp mình, nói anh khỏe không anh? Vậy thôi á. Mà đi vô trong nói, sao bữa nay tốt vậy ta? Quý vị thấy không? Thành thử ra cuộc sống của mình là mình lúc nào cũng phải có vấn đề. Rồi mình không có nhận người ta bình thường vậy. Rồi cái nhiều đấy, nay có chuyện gì không, tự nhiên gặp tôi chào. Nó khổ một cái là khi người ta không chào mình, ta nói anh đó, sống biết gì chứ. Gặp mà không chào hỏi, mà người ta chào hỏi thì bắt đầu đặt vấn đề, tại sao hôm nay chào tôi. Thật ra thưa đại chúng là
Ở đây Pháp Hòa chị muốn thưa là thật sự con người mình á, ai rồi cũng sẽ đến một cái ngày mình ra đi, gọi là chết. Nhưng mà mình có thấy rằng từ cái sống với cái chết có quá nhiều rắc rối. Mà nếu nói đúng là con người mình hai chữ à, hỏi sống để làm gì? Sống để rồi chết. Nhưng mà cái khoảng giữa sống chết quá phức tạp. Thật sự con người mình hàng ngày nè, ăn, mặc, ngủ, đi vệ sinh. Bốn việc đó thôi. Ăn, mặc, ngủ, đi vệ sinh. Mà quá trời rắc rối. Ăn cũng rắc rối, ngủ cũng rắc rối. Ngủ phải giường loại gì nghe, nệm loại gì nghe. À, rồi mặc rắc rối không? Thậm chí đi vô kia cũng rắc rối nữa. Cũng là một cái nhà vệ sinh đi để xả cái tạp dơ thôi. Mà phải đủ thứ trưng bày, phải kiểu này, phải kiểu nọ. Và thậm chí để giải quyết và để làm cho con người mình ngồi trong đó mà thưởng thức. Làm những cái kệ gác, những cuốn báo. Vô trong đó vừa ngửi vừa đọc báo. À, rồi bắt đầu để cho mình thưởng thức hơn nữa, chế ra những air freshener. Đủ mùi hết. Thật ra mình bị nó lôi. Chứ cuộc sống vốn là đơn giản. Nhưng mà con người mình đó, thật sự là mình rất đơn giản. Cuối cùng mình ngon cỡ nào đi nữa ha, mà cuối cùng mình nói thôi no rồi không ăn nữa. Giờ con cỡ nào đi nữa mà cái bụng no là không cách nào để vô được nữa. Và cái lúc mà mình đói thôi là thôi, không có cái gì mình tha hết. Cho nên ở đây á, hôm nay thật sự buổi chiều hôm nay là không có cái chương trình sinh hoạt Phật Pháp nha. Do cái duyên là Pháp Hòa về đây để lo tang cho bác Quang. Rồi đại chúng sắp xếp thì chúng ta có một buổi nói chuyện. Thì Pháp Hòa chỉ muốn mang một cái đề tài rất là phổ thông trong cuộc sống của mình. Đó là sống chết. Chết thì thôi nhiều chuyện để nói rồi phải không? Chết cũng đâu yên đâu. Đủ thứ hết. Và ở đây mình nói cái sống thôi. Tại vì sao? Sống mình rắc rối rồi. Và đôi khi á, trong cuộc sống của mình á, mình ít có khi nào mình sống nó đơn thuần. Chính vì mình không sống không đơn thuần cho nên mình rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như Pháp Hòa hay ví dụ vậy, người ta để trong những cái form, những cái đơn last name 30 ô, first name 30 ô. Mình họ Hồ, họ Đỗ gì đó, DO là đủ rồi. Tôi nghĩ là có chuyện gì nữa đây chứ. Last name mình mấy chữ thì mình điền mấy chữ, nhưng thấy mấy ô trống là không bao giờ mình nghĩ phải có chuyện gì nữa đây. Thành thử ra chính nhật mình hay fill up những cái ô đó, cho nên mình rắc rối cái chỗ đó. Thì qua cái buổi nói chuyện này, thật sự ra còn rất nhiều chuyện để mình nói, nhưng mà thời gian của mình không có nhiều, thì mình chỉ nói gọn lại để mình lấy được những cái ý chính mình sống thôi. Phật dạy mình đó, hãy sống với cái thực tại. Ngay cái thực tại nó cũng liền thành quá khứ. Ví dụ Pháp Hòa nói alo thì chữ alo liền thành quá khứ. Cho nên hiện tại không nắm bắt được. Cái quá khứ là cái đã qua, cái tương lai là cái chưa tới. Và con người chúng ta không hề nắm bắt được cái gì cả. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi vì cái gì nó hiện tại nó liền thành quá khứ. Chờ ngày xưa có ông bà cụ á, à, một ông thầy chứ, đi tới một cái tiệm ăn, kêu bà chủ, nói bà chủ ơi, cho tôi một món điểm tâm. Bà chủ là một người thấm sâu đạo mà, bà ra bà hỏi vị thầy, thầy trả lời được câu này, con đãi thầy free. Xin hỏi thầy, quá khứ tâm không thể nắm, hiện tại tâm không thể nắm, vị lai tâm không thể nắm, ba tâm không thể nắm, vậy thầy muốn điểm tâm nào? Tại vì ông thầy kêu cho tôi món điểm tâm. Thì bà già bà hỏi giờ bà, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, ba tâm đều không có, hòa thượng muốn điểm tâm nào? Thầy chơi giới. Không, thành thử ra thưa đại chúng là ở đây chỉ muốn nói là cái hiện tại cũng có nắm bắt, mình cứ sống nó vậy thôi. Và cái gì nó vừa xong là nó sẽ trở thành quá khứ. Và chính vì mình hiểu như vậy cho nên đừng đem cái gì của khổ đau của quá khứ
trở lại. Tại vì cái gì đã là khổ đau rồi thì đem trở lại cũng là khổ đau tiếp. Rồi thậm chí rất nhiều niềm vui của quá khứ mang ra so với bây giờ. Trời ơi, tôi nhớ cái hồi ổng mới quen với tôi, ổng dễ thương lắm, ổng đâu có rắc rối vậy. Mình quên ổng bây giờ, nghĩa là tuổi cũng có thì tật nó cũng bằng. Tật nó lớn bằng tuổi mà. Thành thử ra rồi nhiều khi mình than, mình trách con mình, nhưng mà nhiều khi mình quên đó, con của mình đó, nhiều khi nó lớn cái xác mà nó chưa lớn cái tâm. Cái hiểu biết nó chưa lớn. Có nhiều người cái xác thì lớn, thân thể thì to khỏe, nhưng mà sự hiểu biết, cách sống rất là kém. Mình phải thấu đạt được như vậy thì tự nhiên mình ai mình cũng có thể mình hội nhập, mình ôm ấp, mình sống được hết. Chứ thí dụ bây giờ nói mình là một vị thầy, nhưng mà không có nghĩa lúc nào mình cũng được ăn trên ngồi trước. Có những lúc mình cũng phải đi xuống rửa chén, làm công việc nếu không có đủ người. Không, mình làm ba nhưng cũng có thể đôi lúc mình làm mẹ. Tại vì mình có thể nấu cơm cho con ăn, mình có thể cho con ăn cơm, mình có thể dỗ con ngủ, có sao đâu. Đó là con mình mà. Thành thử ra một người cha mà sống được như vậy thì người cha sống rất hạnh phúc. Không, cái chuyện này chuyện của vợ, chuyện của mẹ, chứ không phải của mẹ nó, chứ không phải chuyện của tôi. Mình cũng có phần ở trong đó chứ. Thành thử vừa rồi Pháp Hòa đi qua bên Toronto làm lễ cho một cặp vợ người Việt, chồng người Phi. Thì trong cái buổi lễ Pháp Hòa cũng chia sẻ với mấy em như vậy. Một cái người chồng mà biết sống thì mình thấy mình với vợ mình là hai người bạn. Cho nên người Việt Nam mình á, cái lễ đám cưới á, vợ chồng phải lạy nhau một lạy, tượng trưng cho giao bái, phu thê giao bái, coi nhau như bạn, và chúng ta thường gọi là bạn đời. Vậy thì người bạn này không phải chỉ đến đây để phục vụ cơm nước cho mình, mà người bạn này chia sẻ ngọt bùi những nỗi niềm trong cuộc sống, chứ không phải đến đây để chỉ nấu ăn cho mình, để phục vụ cho mình. Đừng lầm như vậy. Mình đi tìm một người bạn đời mà, phải không? Chứ mình đâu phải đi tìm một cái người để mà gọi là phục vụ cho mình. Mà nếu người đó phục vụ cho mình thì chẳng qua người đó thấy được bổn phận và tình thương. Mà nếu mình nói bổn phận là nói vậy thôi, chứ không có gì là bổn phận cả. Mẹ là thương con, không có gì phải đặt vấn đề bổn phận. Con thương mẹ, thương ta là chuyện như vậy thôi. Thì chồng thương vợ, vợ thương chồng, và đã thương thì chúng ta chan rãi. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta chỉ cần nhận chân được cái đạo lý để sống thôi, sống hạnh phúc, sống an vui. Quý vị thấy không, một bà nữ hoàng, bà ngồi trên ngai vàng, bà thống trị một đất nước, nhưng khi bà trở về mái gia đình của bà vẫn muốn bà là một người vợ bình thường, một người mẹ bình thường. Bà vẫn muốn có một cái gia đình yên ấm của bà, chứ bà không thể nào sỉ vả hay là bắt nạt người nhà của bà được. Cho nên ở trên ngai vàng, ông vua ông cũng muốn có một gia đình của ông chứ, chứ đâu phải không đâu. Thì chúng ta vẫn hiểu rằng cái mái gia đình là cái gì nó rất cần trong cuộc sống. Và cái sống nó đơn giản vậy đó, như uống trà, như ăn bánh. Thậm chí hỏi đạo là gì, ông thầy hỏi con có thấy cây tùng trước cửa không. Cây tùng mọc rất đẹp mà con chưa thấy thì con hỏi chi chuyện đạo xa xôi. Có nhiều khi mình đi tầm sư học đạo rất nhiều, nhưng mà rõ ràng trước mặt mình một người thầy mà mình có thể mình học hỏi rất nhiều từ ở nơi người thầy đó, mình không học. Mình đi tìm hạnh phúc rất nhiều mà vợ mình hàng ngày nè tất bật lo cho con, có cháu, đây là hạnh phúc nè, mà mình không thấy. Và chính không thấy được cho nên rốt cuộc sống trọn tới ngày chết luôn mà không chưa nắm được cái chữ sống để làm gì và sống là chi. Mà cái người mình ta có được rồi, ngay từ nhỏ là người ta đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, ta sống an lạc. Thôi thì mong đại chúng hôm nay qua vài câu chuyện nhỏ nhỏ chúng ta lấy để bỏ túi ha, làm hành trang trong cuộc sống. Và đơn giản như vậy thôi. Nhiều khi mình thấy người ta làm gì đó, cứ nhận vậy đi, đừng đặt cái vấn đề hơn, nó mệt mình. Thí dụ như bây giờ mình nói lúc này gia đình nó làm sao mà nó khá dữ vậy,
Mình đi hỏi tùm lum rồi tìm hiểu ra rốt cuộc để làm gì, cũng vậy thôi. Người ta khá thì cũng xe người ta, nhà người ta, nhưng mình thích vậy đó, thích đi tìm nhiều vấn đề để cho nó bận rộn. Nhiều khi thấy lúc này người ta cũng đi chung, ê hai đứa nó có gì mà lúc này thấy đứa đi nơi vậy, ổ mắt mới thấy mình. Nếu mình là người thân, mình quan tâm hạnh phúc của họ, mình hỏi thì khác. Còn mình biết rằng từ cái tâm niệm mình muốn tìm tòi để mình gì đó thì nó làm phiền cuộc sống của mình thôi. Và mình không có đủ thời gian để làm những việc đó đâu. Đó. Như là một cái người đặt với Đức Phật một câu hỏi, con người này từ đâu đến, chết đi về đâu? Hôm nay Phật không trả lời, con nghĩ tu con không tu nữa. Phật mới nói, hồi ông đi tu ông có đặt điều kiện với tôi không? Nói dạ không. Thì hôm nay ông cũng đừng đặt điều kiện với tôi là ông có tu hay không phải bắt tôi trả lời câu hỏi này. Nhưng mà để tôi ví dụ cho ông nghe. Nếu ông đang ngồi đây, có một mũi tên từ đâu bắn tới, tôi thấy ông xỉu sắp chết, tôi nói để tôi chở ông đi bệnh viện băng bó. Ông nói dạ khoan, xin Phật hãy cho con biết ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, mũi tên này làm bằng gì, và người đó thù hận gì với con. Phật mới nói, ông nghĩ rằng ông có đủ thời gian để tìm hết những chi tiết này không, hay là ông cho tôi đi chữa bệnh ông liền? Ông nói dạ con phải nhờ Phật chữa bệnh cho con liền, tại vì con sợ chưa biết hết câu chuyện là con đã chết mất rồi. Phật nói cũng như thế, mỗi chúng sanh ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào người mình. Hãy tìm mọi cách chữa lành cái độc tham sân si đó. Còn cái chuyện trái đất này ai tạo, rồi mai mốt nó nổ, nó đi về đâu, mình không có đủ. Thí dụ như có ngày nó nổ, mình cũng đủ sống để chờ. Rồi cái hiện tại là chúng ta đang cần lo là tham sân si. Mà ngày nào còn tham sân si ở trong lòng mình là ngày đó còn địa ngục. Cho nên hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở nơi mỗi chúng sanh. Tại vì chúng sanh còn tham, còn sân, còn si là chúng sanh còn có địa ngục. Cho nên nó địa ngục không ở trong lòng đất. Mà cái chữ lòng đất mà kinh điển muốn nói chính là ở trong lòng cái đất tâm của mình, chứ không có đâu xa hết. Chúc đại chúng có một đêm an lạc và tìm ra cái... Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp á, chúng ta có hai phần, gọi là phước và trí. Người tu á, là không thể nào mà thiếu phước được. Bởi vì khi mình thiếu phước á, thì cái đường tu của mình nó rất nhiều những cái chông gai, khó mà thuận lợi được. Hay nói tóm lại, dù là người xuất gia hay người tại gia thì ai cũng cần có phước. Ví dụ như người tại gia mà không có phước thì sao? Gặp nhiều khó khăn. Thí dụ mình muốn tu mà gặp trở ngại, mình muốn tu, mình muốn làm việc này việc kia mà cứ bị nhiều cái chông gai, những cái chướng, thì cái đó cũng không thể đủ cái thuận được. Hay là thí dụ bây giờ mình muốn làm ăn, mà sao người ta làm ăn thấy tà tà mà người ta vẫn có ăn, còn mình làm, người ta làm chơi mà ăn thiệt, còn mình làm thiệt mà cũng không có ăn, chứ đừng có ăn chơi à. Tại sao? Cái đó nó cũng phải tùy vào cái phước của mỗi người. Và cái phước mà chúng ta đang hưởng hiện đời này đó, gọi là phước hữu lậu. Phước mà mình đang hưởng là thí dụ như có quần áo mặc, có nhà cửa, có đầy đủ những cái phương tiện vật chất mà hiện tại chúng ta đang có. Phước đó gọi là phước hữu lậu. Phước hữu lậu là phước gì? Cái phước đó là có ngày nó hết. Cái phước đó là do mình phải tạo ra, nhưng mà nếu mình hưởng thì có ngày nó hết. Tức cái, hoặc là nói cái phước đang hiện hữu trên thế gian này. Còn phước vô lậu là phước gì? Phước vô lậu là do mình tu tập, do mình ẩn chứa cái hạnh đức ở bên trong. Ví dụ mình đi vô trong chùa mình làm công quả, và người ta thấy rõ ràng mình có sắc rau nè, mình có rửa chén nè, đó, cái đó là phước hữu lậu đó. À, nhưng mà có một người nào đó tới xăm soi mình à, hay là nói móc nơi mỏ mình mà mình nhịn được, mình không có để bụng những cái chuyện đó đó, cái đó là phước vô lậu. Vậy thì trong cái phước hữu lậu nó có cơ hội để mình tạo phước vô lậu. Bởi vì tại sao? Tại vì phước vô lậu là cái không phải là do bằng cái hình tướng mà có. Cái đó là gì? Vô. Vậy thì mình người tu á, nếu mà nói tôi không cần phước, tôi cần trí thôi, cũng giống như là mình ngồi mình vô chùa mình nghĩ là ôi
đi vô chùa mình chỉ có học thôi, thì cái người đó mình được cái trí, mình được có cái hiểu biết, nhưng mà bù lại không có ăn. Tại sao? Tại hàng ngày mình không có tạo phước. Cho nên người tu là bất cứ cơ hội nào mình tạo được cái phước là mình phải làm. Tại vì nếu mà mình thiếu phước rồi hả, minh sư cũng không được gặp, thiện hữu tri thức cũng không được gặp, đạo tràng tốt để mà tu tập cũng không được gặp. Cho nên đời này mình được cái phước á, mình kiểm lại. Thân người có được một phước rồi, làm người được làm người là một phước rồi. Nhưng mà cái người này lành lặn thân căn hay không, sáu căn đầy đủ không? À có, hai phước rồi. Được gặp Phật pháp không? Có. Nhưng mà gặp rồi mà có chịu nghe không? À, có nhiều người gặp nhưng mà không nghe. Học có nhiều người người ta đi cầu pháp á, ta 10 tiếng lái xe, 20 tiếng lái xe. Chứ có nhiều người gặp Phật pháp là một phước, nhưng mà chịu nghe Phật pháp không lại lặng phước nữa. Đó, cũng giống như mình đi vô chùa mình đi vậy. Có nhiều người vô chùa nhưng mà đi vòng vòng, kêu đạo vòng á. Đạo vòng là đi vòng vòng, tới hồi thầy giảng kiếm gốc cây ngồi ngủ kêu đạo gốc. cũng có đạo vậy, đạo tôi đạo Phật đạo gốc mà là gốc cây. Đạo vòng là đi vòng vòng, không có chịu tu tập. Cho nên nhiều khi mình ở một cái nơi biên địa chiến tranh, hoặc là mình ở cái nơi hẻo lánh tăng không có tới. Trường hợp đó cũng nằm ở trong cái thiếu phước. Hay là nhiều khi mình muốn tu, mình có phước, mình được gặp, được nghe, nhưng mình lại bị trở ngại. Người này cản trở mình, người kia cản trở mình. Cho nên mình mới thấy không phải muốn tu là được. Hay là cuộc sống này hàng ngày, nhiều khi mình muốn yên thân, mình sống cuộc đời bình thường cũng không phải dễ à. Phải có phước mới được. Tại sao mình không có phước rồi, mình rớt cái chén cũng bị người ta la, mình cầm cây chổi cũng bị người ta hấy. Nhưng mà chính cái lúc đó là mình cơ hội tạo được cái phước vô lậu, tại vì đưa mình tới cái chỗ thành tựu lớn. Chứ tại sao các thí dụ như Đức Phật đi, ngày đi tu, hay là các vị Bồ Tát, hay các bậc thánh tăng, hay là các vị hòa thượng đời này mình nghe, sau đời tu các ngài nó thuận, tại vì các ngài nhiều đời huân tu, cái phước vô lậu rồi. Còn mình bây giờ á, mới vừa chừng chút xíu nào thôi là mình đã hất đổ rồi. Có nhiều khi bưng nguyên chén từ từ vậy đó. Từ sáng giờ sợ đổ lắm. Mà tới hồi mà gặp chuyện gì mà thấy bất bình rồi là sẵn sàng trút đổ cái chén đó mà mình không hay không biết vậy. Cho quý vị nhớ là người có phước thì mới thành tựu, mới trọn vẹn được tất cả. Không có phước là không làm gì được hết. Thí dụ giờ nè, trời sao ta sướng quá, ta nằm đâu ngủ đó, cái trời chỉ có phước ghê. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi. Hằng ngày mình gặp người nào mình ngủ, mình nằm hoài, mình nghe bà đó, bà đợi đủ kiểu hết mà mình cũng không ngủ. Vậy thì khi mà mình thấy người ta ngủ ngon, mình cũng nói trời bà này bà có phước ghê nha. Ông này cũng có phước ghê, ông nằm xuống trong ngủ, mà còn tôi nằm hoài tôi không ngủ. Đó. Rồi mình thấy người ta ăn mình cũng phát rầu nữa. Tại sao thế? Ta ăn thấy ngon lành, mình ăn thấy nó mệt mỏi. Cho nên cái gì cũng mình, người đời gặp nhau, ai mình thấy người ta có một cái gì mà nó thuận, mà nó ngon lành, nó dễ dàng, thì mình nói là sao? Có phước. Vậy thì đại chúng thấy phước là gì? Là những điều kiện thuận lợi tốt lành mà chúng ta đang có. Vậy thì hiện đời này không phải chúng ta không có phước nha. Có cái điều là chúng ta có nhận ra phước hay không, và chúng ta có chịu tiếp tục tạo phước nữa hay không, để chúng ta tiếp tục hưởng nữa. Có phước không hưởng hết, tại vì hưởng hết thì sẽ nghèo cùng. Cho nên người xưa thường nói vậy đó, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sẽ hết. À, hưởng mà thí dụ như mình ăn họ ăn trái mít, gọt trái mít ra ăn muối xong rồi sơ thì đem xào xả, hột rồi đem luộc thì xong rồi, không có gì để ăn hết, phải không? Còn ví dụ bây giờ mình ăn hết nhưng mà cũng phải trừa vài hột mình trồng thì biết đâu chừng mình có được cây mít. Còn giờ ăn có cây mít là
muối mít thì ăn đành rồi, sơ mít cũng xé nhỏ ra, sát nhuyễn nhuyễn ra rồi xào xả ăn cơm, rồi hột mít đem luộc, rồi thì không còn gì hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Cho nên thí dụ đời này mình gặp một cái duyên gì, mình tạo được một chút phước thì mình nên làm. Mà đặc biệt là trong cái tinh thần kinh U Bà Tắc giới mà chúng ta đang học là nói về sự bố thí rất nhiều, và chỉ dẫn cho chúng ta những phương pháp tu tập như thế nào để trong khi chúng ta bố thí là phước, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn có được cái vô lậu. Tại vì thí dụ như là mình cầm tiền mình cho người ta, hay là mình đưa cho người ta ăn chén cơm, là cái gì? Phước đó, phước gì? Phước hữu lậu. Nhưng mà người ta vừa cầm chén cơm người ta ăn, nói trời sao cơm chị nấu không ngon vậy, là mình phừng phừng vừa lên rồi. Cái lúc mà người ta nói câu đó mà mình nói thôi chị, bữa nay tại tôi hết đồ ăn rồi, tôi còn có vậy thôi, chị ăn đỡ đi. Tức là thay vì mình trở mặt mình nói cái bà này, cái ông này đã cho ăn rồi mà còn đòi hỏi nữa, mình nổi giận lên là mình mất đi cái phước vô lậu. Mình nhờ người đó, nhiều khi cho người mình, nhiều khi mình làm phước chưa chắc được cảm ơn. Nhiều khi mình giúp người ta chưa chắc được cảm ơn nha. Cho nên có một cái phải ghi lòng, coi thi ân như đôi dép bỏ. Đó là cái câu mà trong 10 điều tâm niệm nói đó. Thấy không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, nhớ không? Vì thì tham dục dễ sanh đó. Bố thí giúp người đừng mong cầu báo, tại vì mình có cầu báo đáp, nghĩa là thi ân mà có mưu đồ. Vậy thì cái câu kết luận của Phật, Đức Phật dạy coi thi ân như đôi dép bỏ, tức là những gì mình làm. Nói như vậy không có nghĩa là mình vừa đưa chén cơm ta nói cảm ơn nó khỏi, coi thi ân như đôi dép bỏ. Thì cái này không được nha. Cái này là mất luôn cả hữu mà cả mất hết. Tức là cái câu đó Phật dặn, gọi là tâm niệm là gì? Tâm niệm là gì? Là để trong lòng mình nhớ nghĩ. Tâm niệm là luôn luôn mình để trong lòng nhớ nghĩ, để khi hữu sự á, mình đem cái câu đó ra để mình ứng xử, chứ không phải mình ta vừa nói dứt cái nó khỏi. Tôi coi thi ân như đi dép bỏ, nói sao chị nói tôi vậy, nó Phật dạy vậy đó. Cái này nguy hiểm ha. Cho nên mình vừa xong mình tạo cái phước, vừa xong cái mình nói ta một câu, người ta nghe người ta xoắn ốc, nhũng não. Nói thì bây giờ mấy cái từ mấy đứa nhỏ nó nói, nghe nói chuyện sao nhũng não. Cho nên là chúng làm cái gì bố thí thì bố thí thanh tịnh là vậy đó. Thanh tịnh nghĩa là trong khi chúng ta làm, chúng ta thấy đủ duyên chúng ta làm, không hề có một chút gọi là cầu cái gì hết, và cũng không hề có một chút nghĩ ngợi gì hết. Trong cuộc sống của mình cũng giống như mình có 10 đồng trong túi, đi trên đường nếu mình có cơ hội mình gặp cái người đó mà mình nghĩ là mình không có xài gì hết á, mình có khả năng giúp cho người này một đồng thì cứ móc ra mình giúp một đồng rồi xong là thôi, chứ không có nghĩ gì hết. Vì sao? Vì chưa chắc mình có cái duyên á, gặp lại được một người nào đó họ xin mình. Có nhiều khi mình đến cái lúc mà mình muốn cho cái mình lại có việc mình xài, hay là mình không còn tiền trong túi thì không có cơ hội. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều Pháp Hòa muốn thưa là cái phước nó quan trọng lắm. Người không có phước thì cái gì cũng không xong, dù là tu hay là mình sống ở đời cũng vậy. Cho cái đặc biệt trong Phật giáo chúng ta có cái chương trình gọi là chương trình công quả. Mình đóng góp công sức của mình trong mọi lĩnh vực. Mình đi hộ niệm người mất cũng là một cái công đức. Mà công đức đó, mình trước hết mình đến có mặt cho người sống nè. Người ta thấy sự có mặt đông đảo của mình, tự nhiên ta ấm lòng. Rồi thứ hai nữa gì? Biết đâu chừng cái lời kinh tiếng kệ, âm điệu của mình có thể làm thức tỉnh người ta trong cái giây phút đó, cũng là một công đức. Rồi khi mà mình đến, mình có mặt cho người mất, mà nếu người mất đó trong cái âm lặng đó, cái thầm lặng đó, họ nghe được cái lời khai thị của mình, họ tỉnh ngộ, cũng là cái phước. Cho nên đi hộ niệm cho người mất cũng có phước, đi thăm người bệnh cũng có phước, chở người đi chùa cũng có phước.
Thì quý vị cứ nhớ là bất cứ lúc nào mình làm được việc gì, thậm chí mình thấy được cái điều tốt của người ta cũng là cái phước của mình. Sao nhiều khi người ta có cái tốt quá trời mà không thấy, mà cứ thấy cái tật của người ta không, thì cái đó cũng là cái mà điều chúng ta phải suy nghĩ lại, là chúng ta có cái, sao chúng ta có cái phước chúng ta nhìn người mà không có cái phước nhìn cái tốt, mà cứ toàn thấy cái xấu của người ta. Thì nó nhiều khi mình ráp lại mình thấy cái xấu không đó, cái đó cũng phải coi chừng lại mình, coi mình có cái phước gì. Người ta có quá trời cái tốt mà tại sao mình không thấy, để mình học. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy những cái tật xấu của người ta, thấy để làm gì? Để rồi mình tự mình tu tập để mình có cái phước cho chính mình, hay thấy xấu của người ta mà để mình mất phước của mình, là mình nói đi, mình tuyên bố, mình nói đi, hay là mình chê trách đi, mình tuyên bày đi, những cái đó cũng không nên. Cho nên cái điều đó chúng ta tu tập là chúng ta có cái cơ hội để chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta nhìn lại coi cái mình sử dụng cái phước hàng ngày của mình đó là sao, sử dụng cái phước hàng ngày của mình sao. Ví dụ như có nhiều người đại chúng có cái cách này nè để đại chúng siêng năng được. Có nhiều khi mình làm cái mình suy nghĩ như vậy nè, trời, có nhiều người người ta ước ao, người ta thấy chữ người ta đọc, người ta thấy được Phật người ta lại. Có nhiều người bây giờ chân cẳng đau muốn lại Phật một lại cũng không được. Còn mình giờ mình còn cái phước mà sao mình không ra lại Phật. Nhiều khi mình nghĩ vậy thôi, cái tự nhiên cái sự tinh tấn của mình nó giỏng bảnh lên liền. Đây là Pháp Hòa thực tập đó nha. Cái đó là Hòa thực tập á. Để họ, cho hồi bữa chú Trung Chánh trên đường đi về Tây Thiên về, chú mới hỏi á, hồi thầy còn là Sa Di á, thầy đã tạo cái chương trình cho thầy như thế nào trong cái mùa hè? Thầy qua mới kể là tự thầy, không ai nhắc biểu, không ai dạy dỗ, không ai làm gì hết. Tự thầy mùa hè là tự thầy lập ra một cái chương trình cho thầy. Sáng mấy giờ dậy và làm tất cả những công việc. Bây giờ công việc bếp núc, công việc này, công việc kia của tất cả các chú, các cô bây giờ là ngày xưa là của một người. Bây giờ công việc đó được chia, à người này bắt điện thoại, người này nấu ăn vậy đó. Nhưng mà ngày xưa tất cả việc đó của Pháp Hòa làm. Công phu chiều, cúng ngọ, tụng kinh, thậm chí đám sám gì một mình làm hết. Không? Thế còn bây giờ á, mình thấy mình được cái duyên trong chúng, mình được chúng che chở cho mình, bảo bọc, chia sẻ cho mình. Vì vậy cho nên á, cái tu tập á, là do mình biết suy nghĩ, rồi mình tinh tấn dũng mãnh. Nhiều giống như có một lần Pháp Hòa lại Ngũ Bách Danh đó, mà lại cái mình bắt đầu mình hơi lười lười, cái mình suy nghĩ mình nói còn có 10 lại nữa mà sao không ráng, lỡ mình không có cơ hội mình lại nữa làm sao. Cái mình suy nghĩ cái vô thường như vậy, cái tự nhiên 10 cái lại cuối á, mình thấy nó không có gì là trở ngại. Bây giờ quý vị nào mà làm biến lại, một ngày quý vị là 20 lại nổi không? À thì bây giờ thí dụ bây giờ 100 lại mình lại không nổi, mình chia ra một ngày lại 20 lại, lại 5 ngày thì cũng được 100. Nhưng mà nếu mình làm biến mình không lại, một lại cũng không làm, thì cả đời này phước đâu mà nó ra. Một sen mà không tích lũy thì làm gì có tới 1 đồng. Mà cứ đợi tới thôi, một sen lượm chi, đợi 1 đồng hả lượm. Đời này không có 1 đồng đâu để. Mà nếu mà 1 đồng mà đợi tới phiên mình là coi chừng 1 đồng đó có vấn đề. Thường thường là 1 đồng là người ta lấy rồi, chỉ có 1 sen nó mới chừa thôi. Nhưng mà mình đừng có chừa cái sen đó, mình cứ ráng mình lượm cái sen đó đi. Cái sen đó gọi là tu bòn, tu mót đó. Người ta đi lấy lúa đó, người ta lấy nguyên một bó, ta đập, đập xong ta hốt. Còn 3 cái hột lúa nó dính trên cái đầu, mấy cái cọng cỏ, cọng rơm, ta lấy làm gì ta vớt đó. Mình nghèo, không có ai có lúa cho mình đó. Tự đi lượm mấy cái lúa đó, mấy cái mót mấy cái đó đó, đập lại. Đập lại thì lượm được những cái hạt lúa mà nó nằm ở trên mỗi cái bó lúa đó. Mà đập chừng 100 bó thì thế nào cũng được lo. Nhưng mà nếu mình không đập thì không có một hột nào. Thành tựu Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy cái sự tu tập của mình. 1 lạy cũng được, 3 lạy cũng được. Mà bây giờ nếu một ngày mà mình không lạy được nhiều, dành ra cho mình 10 phút 20 lạy mà cứ lạy thông thả thôi, 20 lạy mà 5 ngày thì được 100.
Thì người ta khỏe, người ta đi, người ta chạy, còn mình không khỏe, mình đi bộ. Mà mệt mỏi nó thì lết. Mà lết thì cũng tới chứ. Thì tu là tu bòn, tu mót là vậy đó. Trời đất ơi, nước tương kho quẹt, ăn xong thấy ngon, tiếc quá, đổ công nguội vô trộn, trộn sạch sạch xanh cái chảo còn để dành lại ăn. Tại sao tu không tu được như vậy? Nhiều khi mình kho được một miếng nước tương kho gì ngon quá mà dính trên cái chảo thấy tiếc, xin miếng cơm, đổ vô đó trộn. Nghe là mót đến mức độ như vậy. Nhiều lúc Pháp Hòa lấy cơm ăn mà mình trộn kiểu vậy thì mình suy nghĩ, thức ăn thôi mà mình còn mót kiểu này thì huống chi phước, huống chi là sự tu hành. Đó, Pháp Hòa là hay suy nghĩ như vậy đó. Thấy không? Miếng cơm mình ăn mà mình còn tiếc, mình miếng nước tương thôi mà mình ăn ngon mà mình còn tiếc. Rồi thậm chí đến nhà người ta ăn gì ngon, thấy còn cho to go. Xin. Vậy mà tại sao trong sự tu hành của chúng ta lại lãng phí quá nhiều thứ? Quý vị thấy nhiều khi đi ăn, đi ra tiệm ăn gì chút xíu à, cũng to go. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, vật dụng của tam bảo chúng ta lãng phí. Ví dụ như uống nước, mình lấy chai nào mình uống cho hết, chứ tại sao mình lại nửa chừng mình bỏ. Và mình sợ mình hãy quên thì mình hãy viết tên mình lên, để rồi mình không phí. Cà phê nếu mình uống một gói không hết, mình kiếm người share với mình. Trong khi đó có những cái còn tốt mình phí. Mà đi ăn nhà hàng, đi cái gì chút xíu thôi còn to go. Đó, thì những lúc như vậy là những lúc chúng ta thiền quán tu tập. Quý vị thấy cái sự tu tập của Pháp Hòa nó ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Ở ngay trong mỗi ngày như vậy. Chứ không phải là mình đợi mình làm cái gì lớn đâu. Nhưng mà chính những cái đó, nó giúp cho mình thăng tiến, tinh tấn trên đường tu. Rồi cứ nhớ vô thường, cứ quán niệm vô thường. Đó, bây giờ ví dụ cái người nào mà còn trẻ mà lười thì hãy nhìn thấy những bậc chú bác của mình bây giờ. Ví dụ như mình nhìn bây giờ trong hàng thượng tọa nè, bên trái cũng có, bên phải cũng có, upstairs, downstairs gì thượng tọa hết rồi, mà ngày xưa là đại đức không á. Ví dụ cô Trúc Kim mà cô Diệu Bủ hay quý vị đó, ngày xưa là cũng ngồi dưới đây với mình, nhưng mà bây giờ tu cao ắt hẳn lên sư cụ. Thì mình biết rằng bây giờ mình nhìn các vị, mình thấy rằng các vị mệt mỏi bệnh tật như vậy mà còn siêng năng chịu khó làm công quả, rồi góp phần của mình trong khả năng của mình và tu tập. Nhiều lúc đó, Pháp Hòa nhìn xuống hay là Pháp Hòa để ý, ví dụ như cô Trúc Kim đó, cô ngồi chừng 5-10 phút cái cô mỏi, cái cô đứng, cô đứng rồi cái cô ngồi, nhưng mà không bỏ cái ngày tu, trừ trường hợp mà không còn một chút sức nào để lên tu tập thôi. Hay là cô Diệu Tường hay cô Diệu Bổ vậy, hay là bác Trúc Hiền vậy, 90 tuổi rồi mà sám hối là vẫn đứng lên lại xuống, rồi khi nào mỏi thì quỳ, quỳ hết mỏi thì lại đứng, thí dụ vậy. Thì cái gương của các vị đó là cái hình ảnh đẹp để chúng ta tu tập. Vậy đó, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là đừng có bao giờ mình lãng phí đi hay là mình quên đi là mình đang có phước để tu tập. Mình đang có phước được còn sống còn ở trong thời gian mà nghe được Phật Pháp. Có những người muốn nghe một chữ nghe cũng không được, muốn đọc một câu cũng không được. Còn chúng ta thì quá nhiều những cái phước. Nhưng mà chúng ta sử dụng cái phước hữu lậu, rồi chúng ta quên đi cái cơ hội chúng ta tìm được cái phước vô lậu. Bây giờ mình trở lại kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là kỳ 64. Đúng rồi, hôm nay là kỳ 64. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 314. Bây giờ mình đã sang phẩm thứ 20. Phẩm này có tên là Thanh Tịnh Tam Quy. Trang 314. Tam Quy là gì? Tức là ba sự quy y. Quy y Phật,
quy pháp, quy tăng. Mà khi chúng ta tam quy á, mà bằng cái sự chân thành, hết lòng, thì cái đó gọi là thanh tịnh. Ví dụ như mình là Phật tử á, xin quy y là bằng cái tâm chân thành của mình mong được quy y, chứ không phải là mình thấy người ta quy y có pháp danh cái mình xu hướng mình chạy theo. Rồi, mà cái người mà tu xu hướng á, là hướng nào nó cũng xu cho nên tu hoài nó không tới đâu, là tại vì hướng nào cũng theo, rốt cuộc là lạc hướng đó. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước kia đã dạy, có người đến xin trước phải dạy thọ tam quy y rồi sau mới bố thí. Vì nhân duyên gì mà tam quy y, thế nào là tam quy y? Và ông Thiện Sanh ông hỏi Phật, nên bạch Thế Tôn, trước kia Đức Phật có dạy rằng, nếu người có người nào đến xin cho thọ tam quy y á, thì mình phải cho họ quy y rồi sau bố thí. Vì nhân duyên gì mà phải quy y, và thế nào là quy y? Ông hỏi như vậy đó. Thì Phật nói, thiện nam tử, vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn, vì nhân duyên ấy nên thọ tam quy. Tức là thiện nam tử, vì sao quy? Vì sao quy? Thứ nhất là vì phá tất cả sự khốn khổ. Tại sao gọi là phá tất cả khốn khổ mà đoạn trừ phiền não? Tại vì theo thế gian á, chữ quy là vì gì? Theo cái nghĩa quy nghĩa là quay về, chữ quy là quay về. Cho nên trong tam thiên tự đó, quý vị nhớ cuốn Tam Thiên Tự không? Thí dụ như là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng. Thì trong này nó có một câu là quy về tẩu chạy. Hồi xưa ai muốn học chữ Hán mà cho giỏi đó, thì nhờ căn bản là cứ thuộc 3.000 chữ này là mình có căn bản chữ Hán. Thì cái câu là thiên là trời, địa là đất, thì cứ 3.000 chữ vậy đó. Cho nên đọc là thiên trời địa đất, cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cự là cửa, nha là răng. Thì trong này có một câu là quy về tẩu chạy. Quy là quay về, còn tẩu là chạy. Quy về tẩu chạy thì quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta phát nguyện quay về nương tựa. Xưa nay chúng ta nương tựa ai? Nương tựa gia đình, nương tựa cha mẹ bà con quyến thuộc. Nhưng mà cái nương tựa thế gian không có chắc. Tại sao? Khi người ta thương người ta cho dựa, lúc mà người ta hết thương thì người ta rút. Thí dụ giờ mình đang dựa vai người ta, mình ngủ cái người ta ngỏi vai quá, ta rút ta thì mình té. Cho nên người đời mình nương tựa gia đình không bảo đảm, chỉ có nương tựa tam bảo thì mới bảo đảm. Là vì sao? Vì tam bảo có một cái oai thần gọi là bất cải. Bất cải là gì? Không thay đổi. Còn thế gian mình là thay đổi à. Ví dụ như á, bữa nay người ta thương mình, người ta còn giúp. Nhưng mà hôm nào người ta không thích mình nữa, ta đổi ý. Đổi ý nghĩa là cải đó. Còn Phật Pháp là không có cải. Ví dụ như giờ mình có quên Phật Pháp, mình có quên Phật, Phật cũng bình thường. Rồi mai mốt mình khổ, mình buồn, mình chạy tới, Phật vẫn cứu. Còn người thế gian khác. Người thế gian là một là mình quên người ta, rồi ta giận mình là lần sau mình nhờ nữa, ta không giúp. Hai là người ta giận mình, người ta thay đổi ý kiến, người ta không giúp nữa. Cho nên thế gian là còn có thay đổi. Nhưng mà đối với tam bảo Phật Pháp là không. Ví dụ ngày xưa mình do cái gì đó mình phỉ báng mình nói, nhưng mà sau đó mình hiểu, mình thấy được cái điều đó, mình trở về, Phật Pháp vẫn để tâm đó cho mình, không bao giờ thay đổi với chính mình.
Thì vậy thì thế gian là bất cải. À, xin lỗi, thế gian là người ta có cái thay đổi, nhưng mà Tam Bảo Phật Pháp thì không. Cho nên người Phật tử cần quy y là vậy đó. Tại sao? Tại vì mình nương tựa thế gian chỉ là ở cái mặt vật chất cuộc sống thôi. Ví dụ như giờ hai vợ chồng nương tựa nhau, tại vì một người đi làm không đủ income mua cái nhà ở, thế là join cái account. Vợ cũng có đi làm, chồng cũng có đi làm, cho nhà băng họ thấy được hai cái income đi làm thì họ mới cho mượn tiền mua cái nhà. Mà bây giờ nếu như trường hợp một người nghiệp thì cái mortgage nó không có đủ. Nói chung là trong cuộc sống phải nương, tại vì không, thí dụ còn ngược lại, sau khi mua nhà rồi, ổng nói tôi giờ tôi lo bill nha, lo bill nhà điện nước nha, bà lo ăn nha. Đi chợ đi, tiền lương của bà đi làm ra là bà lo tiền ăn tiền ấy, còn tôi lo mấy cái bill lớn. Có nghĩa là mình nương nhau đó, tại không có người này thì cuộc sống mình nó hụt hẫng, nó thiếu thốn. Vì vậy cho nên cái đó là một hình thức quy y đó. Nhưng mà đối với Tam Bảo, chúng ta nương tựa là ở mặt tinh thần, nương tựa tinh thần, để khi chúng ta khổ buồn chúng ta có cái nơi nương tựa. Có nhiều Phật tử bây giờ người ta nương tựa, dù người ta buồn quá, mỗi ngày người ta muốn giải khổ thì ta nương tựa gì? Nương tựa YouTube. Người ta mở băng giảng lên người ta nghe, mà người ta nghe thì người ta hết khổ. Thì trong lúc mà người ta đang khổ vậy thì ta nương tựa giáo pháp, nương tựa giáo pháp, rồi người ta nương tựa vào người thầy, người ta nương tựa vào đoàn thể. Ví dụ như những lúc mình buồn, gia đình mình có chuyện đi, thấy không, mình đi về chùa cái tự nhiên huynh đệ chị em mỗi người an ủi mình chút, người này phụ mình chút, người kia giúp mình chút, thì tự nhiên mình thấy cái tinh thần của cộng đồng, của tăng. Cho nên tăng là gì? Là một đoàn thể sống theo lời Phật, mà trong đó có sự nâng đỡ mọi cái duyên. Cho nên có một thầy sống chung với tăng mà không biết chăm sóc nữa. Không có chăm sóc những thầy khác, cho nên khi thầy bệnh đâu ai ngó đâu. Rồi Phật mới hỏi vậy chứ tại sao thầy ở chung phòng mà không ai lo cho thầy? Thường ngày thầy có lo cho người ta không? Nói dạ không, bình thường các vị bệnh con cũng bỏ mặt. Thì Phật mới nói vậy thì đây nè, cái nhân vậy thì đây là cái quả nè, thầy thấy không? Cho nên chính ngay lúc đó Phật mới đi rửa ráy, tắm rửa cho vị thầy đó. Rồi Phật mới dạy cái nhân quả, và Phật mới dạy thêm cái cách sống trong cộng đồng, trong một cái đoàn thể. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ. Khốn khổ là gì? Tức là những khi mà mình khốn đốn, hoạn nạn và khổ đau. Có nhiều khi mình có một chút đó thôi, mà mình có người thì nó đỡ lắm. Thôi bây giờ mình nói, có nhiều khi ví dụ bây giờ quý vị thấy mình đi làm việc mà có hai người nó hay lắm, lỡ mình trật chân mình té, có người thứ hai cho biết. Như vừa rồi Pháp Hòa đi qua bên Toronto tuần rồi, đi hướng dẫn khóa tu bên đó, thì đi thăm một chị Phật tử, chị lớn hơn Pháp Hòa 2 tuổi. Thì một buổi sáng nọ chị ở nhà chị té, không ai hay. Chiều 7 giờ tối chồng đi làm về mới phát giác ra là chị đã té. Thì lúc đó máu nó đã tràn vô trong não rồi, tràn đầy não. Và đem vô cái bữa đó phóng người chị của chị nữa lên trên cái ngày tu mà đứng khóc chờ Pháp Hòa nguyên ngày từ sáng tới tối để được mời thầy đến thăm em con và cho em con một cái lời cầu nguyện. Và khi đến đó là chị đã nằm hôn mê bất biết vậy là 2 tuần rồi, vì té không có ai biết. Ví dụ như té mà có người hay đi thì có thể nó đỡ đần được một chút. Vì vậy cho nên đó, trong nhà Phật chúng ta có một danh từ sau này sư ông Làng Mai hay dùng là gì? Đệ nhị thân. Đệ nhị thân là gì? Tức là mình làm cái gì phải có người thứ hai đi chung với mình. Hồi đó các chú còn nhỏ đó, hồi cái thời gian Pháp Hòa nhận 10 mấy chú hồi còn nhỏ đó, là tất cả các chú mỗi ngày dùng internet, không bao giờ được xài internet một mình. Lúc nào Pháp Hòa cũng lên nói thưa thầy con cần internet, có ai ngồi với con không? Phải kiếm một người ngồi chung để chi? Để nó dòm ngó nhau, để chắc chắn rằng người này lên internet học bài chứ không phải chơi game, chứ không phải có cơ hội để đi vào những cái trang mạng không lành mạnh. Vì vậy cho nên đi vào internet là phải có 2 người để giám hộ cho nhau. Cái chữ đệ nhị thân là vậy đó. Cho đi chợ đi 2 người. Đi 2 người để làm chi? Lỡ có chuyện gì
còn bảo hộ cho nhau được. Và cái hình ảnh ngã nan đi vào thôn xóm một mình đó, rồi xin nước cái cô thiếu nữ đó uống đó, thì ở cái hình ảnh ngã nan mà bị nạn do đi một mình là cũng nói lên cái tinh thần là vì chúng ta đi đâu mà chúng ta đi một mình thì khi gặp nạn không có người trợ giúp. Thì vậy cho nên mình sống á, là mình phải có đoàn thể. Tại vì mình không có người tu chung á, là sự giải đãi của mình nó tăng tiến nhanh chóng. Tại sao? Không ai nhắc nhở mình ngồi dậy tụng kinh hết. Một mình mà muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn thức giờ nào thức, thì sự tinh tấn nó rất hiếm chứ không phải là khó. Cho nên người ở một mình mà tinh tấn được á, là phải nói cái người đó là phải có một cái bề dày công phu tu tập đó, chứ không phải dễ đâu. Tại vì sao? Tại vì xưa nay có câu gì? Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nếu mà con cọp mà nó rời cái rừng thì chính con cọp nó sẽ chết. Còn nếu người tu mà rời khỏi cái tăng thân của mình, cái đoàn thể của mình, thì sự tu hành của mình sẽ thất bại. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. À, hồi đó còn nhớ năm Phong Hòa mười mấy tuổi, Phong Hòa có dịch hai câu đó: cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Phong Hòa lấy hai câu đó và dịch thành bốn câu thơ mà hồi đó Hòa mới khoảng 16-17 tuổi thôi. Cọp dù có giữ đến đâu mà xa rừng núi sẽ sầu thiệt thân. Người tu rời khỏi tăng thân trước sau gì cũng tiêu dần tâm tu. Tại vì cái sự nhắc nhở, khuyến khích, tinh tấn không có. Mà hơn nữa đó, mình sống chung với chúng, với có cái người, ví dụ giờ sống chung hai người thôi, thế nào cũng có lục đục. Và chính cái lục đục đó, nó giúp cho mình một phần nào trong sự nhẫn nhục. Còn nếu không ai đụng chạm gì mình, thì mình đâu có biết cái sức nhẫn của mình nó tới đâu. Chứ phải có người nào đó chạm chạm mình, rờ rờ mình, khều khều mình, móc móc mình, quẹt quẹt mình, thì để cho mình có cơ hội mình chỉnh đốn. Cho nên vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Vui tịch diệt là vui sao? Chữ tịch là vắng lặng, chữ diệt là sạch hết những cái bợn, những cái phiền. Mà thưa đại chúng, hai chữ tịch diệt là được dịch của chữ niết bàn. Niết bàn còn có một cái tên khác gọi là tịch diệt. Thí dụ như mình, nếu mình chúc nhau một cách gọi là rất là Phật pháp đó, chúc anh chị một năm mới luôn luôn tịch diệt, tức là vắng lặng và diệt trừ mọi khổ đau phiền não. Hay là mình nói niết bàn, chúc anh chị quanh năm có đó, mình chúc theo Phật pháp đó, mình chúc gọi là sáng ngời những cái câu chúc trong Phật pháp mà không có dính dáng theo cái phàm tình của thế gian. Chúc anh chị năm mới mua mai bán đắt, làm ăn phát tài rồi vậy đó. Nhiều khi tao có làm gì đâu mà mua mai với bán đắt phát tài. Có nhiều khi vừa chúc xong bị tao phán liền, tôi có buôn bán gì đâu phát tài. Còn chúc theo thế gian thì chúc theo Phật pháp tịch diệt là gì? Anh có buôn bán mà lỡ anh có thua lỗ, anh cũng tịch diệt niết bàn. Mà anh có nghĩa là phát triển tốt, anh cũng niết bàn. Là tại sao? Anh nhớ cái vui mà đại thắng là cái vui ở bên này này, còn cái vui tịch diệt là giữ bình lặng. Làm nhiều tiền cũng vậy, làm ít tiền cũng vậy, cái quan trọng anh quán chiếu được rằng nhiều hay ít cũng ngày hai bữa cơm. Đâu có ai nói trời tôi bán đắt qua bữa nay tôi phải ăn tới 6 bữa đâu. Nhiều khi đắt quá không có bữa nào nữa đó. Ế ế vậy mà còn được 3 bữa. Cuộc đời là nó vậy. Cho nên nhiều khi mình slow down mà mình được 3 bữa, mà mình bận rộn quá thì lại chẳng có bữa nào. Vậy thì cái tịch diệt đó là gì? Là cái sự vui vắng lặng. Vắng lặng. Cho nên đó, thường các vị nào mà tịch rồi mất rồi đó, ta để trước cái cửa của cái linh đường 4 chữ: tịch diệt vi lạc. Tịch diệt vi lạc là gì? Sự vắng lặng hoàn toàn là niềm vui. Chữ vi lạc là làm niềm vui. Lấy cái sự tịch diệt đó, sự vắng lặng đó làm niềm vui.
ta nói lên cái sự trở về yên tĩnh. Ví dụ như giờ mình nằm ngủ, chưa chết nha, nằm ngủ, nhưng mà lỡ mà mình nghẹt mũi quá cái khổ, sổ mũi cũng khổ, ho hen cũng khổ, mặc dù muốn nằm nghỉ nhưng mà kia đâu cho mình nghỉ, bệnh tật nó cứ hoành hành, nó bức bách. Nhưng mà bây giờ chết đi, nằm im đó, nó có nghẹt nó gì, thậm chí người ta có sốc, người ta có làm gì nó tịch diệt. Đó, mình nói ví dụ. Cho nên đó, sự vắng lặng hoàn toàn, lấy cái vắng lặng hoàn toàn làm niềm vui. Chứ ai mà boring, mà chán ở chùa mình buồn quá là phải pháo quà nó giờ không biết làm gì nữa giờ. Đó. Cho nên ở trên Tây Thiên mà một mình vừa tụng kinh vừa làm việc, nghĩa là không có một chút gì gọi là chán, sao không có ai hết trơn, rồi cứ chạc phone nói hoài đó ha, người đó chưa có tịch diệt đó. Đó, tịch diệt là ở một mình vẫn thấy vui, mà khi đông người không có khổ, không có đâu, trời tôi nhức đầu quá, tôi chán, tôi sợ mấy cảnh, không có. Cái người mà bình an được rồi, người có tịch diệt rồi á, đông hay là ít đối với họ không có gì quan trọng, chẳng qua ta thấy à, cái đông là cái nhất thời thôi, lâu chùa mà lâu lâu vậy, còn cái bình thường của mình là sự vắng lặng. Cái người mà người ta sống được với tịch diệt á, là người ta không có bị phiền não bởi đông hay là ít, số đông vẫn bình thường. À, rồi mà người ta cũng không có phiền não khi phải có nhiều việc hay là không có việc làm. Người sống như vậy là tịch diệt, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn. Không có gì hơn cái sự tịch diệt hết á. Cho nên tịch diệt vi lạc. Vì nhân duyên gì đến thọ tam quy? Như ông đã nói, như ông đã hỏi, thế nào là tam quy? Nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. Phật giải thích tam quy là Phật, Pháp, Tăng. Giờ nói tiếp, Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Nghe Phật giải thích Phật nha. Phật là người có thể nói nguyên nhân phá phiền não và được giải thoát chân chánh. Pháp tức là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Tăng là người bẩm thọ giáo pháp phá hoại cội nguồn phiền não được chân chánh giải thoát. Đó là định nghĩa ba chữ Phật, Pháp, Tăng. Phật là người nói được cái nguyên nhân phá phiền não. Ví dụ như Phật chỉ cho mình cái khổ, Phật nói được nguyên nhân cái gốc khổ và làm sao để chúng ta hết khổ. Giống như vừa rồi đi Cali, có một vị Pháp Hòa nghĩ đây chắc cũng bà cụ, viết cho Hòa một câu hỏi. Con nghĩ con tu hành cũng khá lắm đó. Tâm từ bi con cũng khá, trí tuệ con cũng khá đó, mà giờ con đang có một chút phiền não. Là con gái của con vợ lấy chồng mà khổ nổi chồng này không phải là người Việt mà lại một chủng tộc khác. Pháp Hòa đọc xong câu hỏi mới nói, mới vừa quảng cáo mình ở trên có lòng từ bi, có trí tuệ mà giờ vướng chút. Nghĩa là tu hành mình cũng khá không? Cho nên mình mới thấy là có nhiều khi cái nguyên nhân đó là gì? Đó là mình chấp. Mình chấp là tại sao con mình là người Việt lại lấy người Mỹ. Nhưng mà nếu mà ngược lại, nếu người Mỹ mà họ ngồi mà họ sẽ buồn con, họ nói lại sao con Mỹ mà con không lấy Mỹ. Con đi lấy chi ngoài chủng tộc. Nếu muốn chấp trước với nhau, kỳ thị nhau thì không phải đợi tới mình đâu, người khác kỳ thị mình cũng được. Đất này đất của người da trắng mà tại sao cho da vàng, thấy không? Nếu mà mình mà khổ, Pháp Hòa có nói mà mình là có một cái khổ là mình là ngoại quốc mà không chịu, mà cứ kêu người ta ngoại quốc không à. Đi đâu cũng nói trời bữa nay tôi gặp anh ngoại quốc, nghĩ mình là ngoại gì. Nếu mà nói ngoại quốc là phải họ nói mình chứ không phải mình nói họ. Xứ này xứ người ta mà, mình mới là người ngoại quốc mà mình không nhận. Mình cứ gặp Mỹ nói, có ngoại quốc đó tới kêu. Ngộ không? Rồi mình cứ thấy mình kỳ thị da màu, nhưng mà mình cũng da gì? Mình cũng da vàng. Thí dụ như mình nói, đừng tới gần thằng da đỏ kìa. Và da đỏ nó nghe mình da vàng ở đâu nó cũng ấn. Thí dụ vậy. Cho nên đã là có da thì phải có màu. Màu trắng, màu vàng, màu gì cũng vậy. Cho nên
chính cái gốc chúng ta không thấy, mà chúng ta vướng vào một cái mà gọi là cái chấp. Mà cái gốc khổ là chúng không được á, tất cả chỉ là những cái bóng dáng gọi là bên ngoài thôi. Đó, bây giờ mình kỳ thị màu da nè. Rồi thôi bây giờ đừng nói chi kỳ thị màu da vậy, nội người Việt với nhau thôi mà còn kỳ thị ba miền. À, người Bắc, người Trung, người Nam. Thì bây giờ quý vị thấy không, mình sống mà không thông đó ha, là biết bao nhiêu sự chấp trước nó vướng bận trong tâm ta mỗi ngày. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta không quy y Phật thì chúng ta đâu có biết được Phật chỉ cho mình cái gì để mình tu. Cho mình nương tựa vào Phật, để Phật là cái người nói được nguyên nhân rồi phá cái phiền não, để mình có được cái giải thoát chân chánh. Ở đây tại sao không nói giải thoát bình thường mà giải thoát chân chánh? Tại vì nhiều khi mình chỉ bằng mặt mà mình không bằng lòng, mà bằng mặt mà không bằng lòng thì chưa phải gọi là chân chánh giải thoát. Cái này nó chỉ là hình tướng thôi. Ví dụ như giờ hai người đó không thuận với nhau mà có mặt thầy cái, chị ăn cái này đi, chị dễ thương quá à. Đó, có mặt thầy á. Nhưng mà không có mặt thầy rồi bà biết tôi. Ví dụ vậy thì cái này là chưa phải chân chánh giải thoát. Mình chỉ đóng kịch giả bộ giải thoát mà thật sự chưa sự giải thoát. Cho nên giải thoát chân chánh là từ ở trong tâm của mình, mà cái đó chính là cái sự tu tập của mình. Pháp tức là phương pháp. Quý vị nhớ là Phật là người, là cái người chỉ khổ cho mình. Còn pháp là gì? Là phương pháp giúp cho mình hết khổ. Đây, phương pháp phá hoại nguyên nhân của phiền não. Tại sao anh khổ? Chỉ một câu thôi, anh chấp. Thưa đại chúng, mà con người mà còn chấp là còn khổ. Mà hãy chấp lớn là khổ lớn, mà chấp nhỏ là khổ nhỏ. Ví dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa chấp, nói tôi lên giảng, bữa nay biết tôi giảng mà không cắm bông. Biết tôi giảng mà không làm cái này, tôi là cái này, tôi là cái kia. Rồi thậm chí mình chấp tuổi tác nữa. Tôi lớn hơn, tại sao lại nói với tôi như vậy? Thật sự ra dĩ nhiên trên cái cuộc sống, cái người nhỏ phải giữ lễ. Mình nhỏ mình phải giữ lễ với người lớn. Đó là cái người nhỏ phải làm. Nhưng mà nếu mà mình sống mà luôn luôn mình chấp vào cái địa vị, cái tuổi tác của mình, cái đôi lúc mình cũng khổ. Tại vì có những lúc mình phải du di cái đó. Và mình thấy rằng có những lúc tuổi tác nó không có quan trọng nữa, mà ở cái chỗ cái tình. Cho nên cuộc sống á, dĩ nhiên trên nguyên tắc là đó, là 1, 2, 3, 4 vậy đó. Nhưng mà hễ mình chấp cứ khăng khăng như vậy thì mình là cái người khổ. Còn có đôi lúc mình đơn giản. Cho nên cuộc sống không phải là, thật sự cuộc sống nó đơn giản vô cùng, nhưng mà nó cũng không phải là dễ dàng. Là tại vì chúng ta cứ học được cái này thì chúng ta chấp cái này, mà chúng ta không mở được cái khác. Cũng giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Khi mình học được tất cả các pháp là không, thì mình lại bị gì? Mình bị vướng vào cái không, nhịn gì cũng không. Thì lại đây, xả được cái hữu, cái tự nhiên vướng vào cái không, cũng khổ giống nhau. Cho nên pháp là phương pháp hóa phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Người tu nhiều khi tu mà chưa thông, chưa giải thoát đó, bắt đầu chấp vào cái tuổi đạo. Thấy cái người kia ngồi trên mình cái hỏi, tôi nhớ nó mới thọ giới đây mà thọ sao tôi mới trồi lên trên nó ngồi. Thí dụ vậy đó. Có nhiều khi mình tu mà mình trên nguyên tắc là người thọ giới trước phải ngồi trước, đúng rồi. Nhưng mà giờ ví dụ lỡ mà cái đứa nhỏ đó nó trồi lên, tại nó cũng bị ham đó, nó ham ngồi trên đó. Mà thiệt sự ra ngồi càng trên thì lên càng dễ, chứ có gì đâu lo. Cho nên Pháp Hòa không thích lên trển. Mình cứ thục ra làm sao. Ngồi càng trên là lên trên càng dễ, thì mắc cái chi mà mình lên. Cho nên với anh em vẫn là người mới tu thì nó khỏe không? Tăng là gì? Là người bẩm thọ giáo pháp, phá hoại cội nguồn phiền não. Tăng là cái người nắm giữ, là cái người, người ta thường nói tăng là gìn giữ cái giềng mối Phật pháp.
Là tại vì nếu mà nó còn được cái sự ngăn nắp hay không là do mình. Ví dụ như trong chùa này nè, mình nói ví dụ như trong chùa này nè, mỗi ngày thời khóa là tụng niệm như vậy như vậy như vậy, mà tất cả các vị tăng sĩ trong cái chùa này không có giữ cái đó. À, thích bữa nào thích tụng kinh thì lên 6 giờ, không thích thì ngủ tới 8. Rồi giờ ăn sáng vô trùm mền ngủ, hỏi sao vậy? Thôi tụng được rồi khỏi ăn. Rồi cái bưng ra để đó, ai muốn ăn ăn, bữa vui thì xuống nấu, bữa buồn không nấu. Thì như vậy thì làm sao người ta vô đây người ta thấy có cái gì mà cái chương trình gì người ta theo. Bây giờ người ta lỡ vô đây người ta ở 1 tuần mà người ta cũng không biết thân phận người ta làm sao nữa. Sáng nay có được ăn không? Rồi cái dặn người ta 6 giờ tụng kinh, 5 rưỡi ta lên ta ngồi, ngồi chờ hoài sao không thấy chuông chuông đổ gì chứ. Rồi đi xuống đi một vòng ở dưới nghe mỏ đang gõ. Thì người ta làm sao người ta hiểu được cái mình có chương trình gì. Đó, mình nói một cái ví dụ như vậy thôi. Cái mà quan trọng là vậy nè, cái vị tu sĩ nào mà mới tới chùa ta nhập chúng đó, ở từ 2 ngày trở lên đó, là một trong những vị tăng đó, phải có cái trách nhiệm giới thiệu chương trình. Nói bạch thầy, ở chùa con đó, là mỗi ngày đó, hoặc là dẫn người ta tới chỉ chương trình. Dạ, nhà chùa con là sáng 5 giờ rưỡi thức nè, 6 giờ ngồi thiền, 6 rưỡi tụng kinh, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi sám hối. Mình nói chương trình cho ta nghe để ta biết thân người ta, ta thấy ta theo được thì ta ở. ta theo không được thì ta nói tôi bận. Hay là người ta biết được cái chương trình để người ta còn ngủ mà thập thòm thập thẻm, người ta không biết, trời ơi tôi lỡ mà tôi ngủ trễ, tôi nói ông này tôi bê bối, chùa ta tụng kinh mà không lên. Chứ mình phải cho người ta biết cái chương trình. Cho một cái người mà cái người trong chùa là phải làm những cái việc giới thiệu chương trình cho những vị xuất gia, hoặc là một Phật tử người ta tới đây người ta ở 2 ngày trở lên, mình phải cho người ta biết à, chùa chương trình như vậy đó. Rồi mỗi ngày tới giờ cơm quý cô xuống nấu giờ đó đó, đạo hữu có rảnh thì xuống phụ quý cô. Mình nói cho người ta biết, mình để cho người ta biết chuyện gì mình ta tham gia. Ví dụ người ta không biết gì hết, ta đi tới ta lui không thấy gì hết, cái ta vô phòng, vô phòng ta nằm cái lát nó thiêu 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 cái ta ngủ. À, ôm gói ngủ một giấc tới 11 giờ cái bắt đầu mình quánh giá rồi đó. cho nên á, tăng là người bẩm thọ giáo pháp, tức là mình giữ cái đó. Bây giờ nói trên cái phương diện giáo pháp là mình giữ giáo pháp để mình làm gì, là cội nguồn phá hoại phiền não. Tại vì cái bây giờ Phật có, pháp có mà không có tăng thì ai giữ và ai quảng cáo ơi giới thiệu. Cho nên tăng là người giữ cái đó, giới thiệu cái đó. Và Pháp Hòa ví dụ như là trong chùa vậy đó. Trong chùa vậy đó, mình phải có. Trong khóa tu cũng vậy. Mình là cái người ở chung phòng với những người đã, mình là người mà đi tu nhiều khóa và người kia mới tới thì mình nhắc nhở. À, nhớ chỗ này đi thế này, chỗ kia đi thế kia. Ví dụ vậy. Hoặc có người nói rằng nếu như thế tức chỉ có một quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không có người phân biệt giảng nói. À, trong này nói tiếp. Ủa nếu mà như vậy thì có người nói rằng nếu mà như vậy á, nếu mà như lời giải thích ở trên á, thì chỉ có một quy mà không cần tam quy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Đức Như Lai ra đời hay không ra đời, chánh pháp vốn thường có mà không người phân biệt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Đức Phật có ra đời hay là Phật không ra đời, thì thưa đại chúng, cái giáo lý vô thường nó đang có mặt trong cuộc sống này không? Có không? Có. Vô thường là sự biến đổi của cuộc đời, của tất cả mọi pháp. Đó. Phật có ra đời hay Phật không ra đời thì cái vô thường nó là một cái gì hiện hữu trong kiếp, trong cái thế giới, trong con người này.
Nhưng mà không có ai nói cái đó cho mình nghe. Thì bây giờ ai nói? Phật. Bởi vì Phật là người không phải, quý vị nhớ là Phật không phải là người sáng chế, sáng tạo ra vô thường. Ví dụ nè, vô thường là gì? Già, bệnh, chết. Mình nói ba thứ căn bản nha. Bây giờ Phật có ra đời hay không ra đời thì con người vẫn già, bệnh, chết. Nhưng mà không có ai nhắc nhở cho mình biết cái đó đó nó chi phối con người. Rồi con người sống quên hẳn cái đó đi. Thì bây giờ Phật là người Như Lai xuất thế. Đây, cái câu nói tiếp đó, Như Lai xuất thế Ngài mới phân biệt diễn nói, thế nên phải riêng quy y Phật. Phật là người thấy rõ vô thường, Phật nói vô ngã. Hay là Phật thấy cái khổ, thí dụ như của sanh, của già, của bệnh, của chết, của cầu muốn không được, của thương yêu xa lìa, của thù ghét gặp gỡ, khổ triền miên khói lửa, mình đâu có nhớ, đâu có biết gì đâu. Thì Phật là người chỉ cho mình, này cái này khổ nè, mình không biết, Phật chỉ. Cho nên giáo lý vô thường. Và thưa bây giờ Phật có ra đời hay Phật không ra đời, ở trên cuộc sống này có nhân quả không? Có. Nhưng mà mình không ai chỉ cho mình biết hết á. Thì Phật là người ngồi thiền và phát hiện ra cái lý nhân quả. Nhân là cái hạt giống, duyên là mọi cái điều kiện để làm cho hạt giống sinh ra, và nó có trái gọi là quả. Phật dạy nhân quả thì cũng như thế. Mình đi học là nhân, nhưng mà nhờ được gặp thầy tốt, được gặp bạn lành, được vào môi trường tốt, duyên, cho nên cuối cùng trở ra một con người học giỏi, uyên bác, có tài. Nhân là do mình thích học, nhưng mà cũng phải nhờ cái duyên. Mình thích học nhưng mà mình lại được cái duyên là mình sống trong một môi trường mà người ta luôn luôn cũng đi học. Chứ có nhiều người thích học nhưng mà sau gặp cái duyên là ở trong môi trường toàn là người cúp cua, không học. Mà bây giờ cái người này mà siêng học thì bị mấy người kia làm sao? Người ta chăm xăm soi, người ta nói móc, nói mó, hay là rủ rê, rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cái nhân là một rồi. Và cũng may phước là chúng ta được cái duyên, chúng ta ở trong một môi trường tốt để chúng ta có sự tu tập, đi đến được cái kết quả. Ví dụ bây giờ cái nhân nè là chúng ta thích nghe pháp, và cái duyên là chúng ta ở một cái nơi mà có thích tổ chức Phật pháp. Cho nên cái quả là chúng ta được cái cơ hội là về chùa tu tập nghe pháp. Bây giờ cái nhân là chúng ta thích nghe Phật pháp, mà duyên là chúng ta rơi vào cái chỗ mà người ta không thích tổ chức Phật pháp. Người ta không có chịu khó tổ chức tu tập, cuối cùng mình không được hưởng gì hết. Đó, mình nói cái nhân quả như vậy. Thì cho dù Phật ra đời, không Phật ra đời thì đó, nhân duyên quả nó cũng vẫn có mặt. Nhưng mà Phật là người có mặt ở đời này, và Phật là người phát minh ra được, tìm ra được cái đạo lý đó, Phật nói cho mình nghe. Trên câu này mới nói: Đức Như Lai ra không ra đời, chánh pháp vốn thường có, mà không người phân biệt giảng nói. Như Lai xuất thế, Ngài mới phân biệt diễn nói, thế nên phải riêng quy y Phật. Đức Như Lai có xuất thế hay không xuất thế, chánh pháp thường có mà không người lãnh thọ, chỉ các đệ tử Phật mới có thể lãnh thọ, thế nên phải riêng quy y Tăng. Bây giờ Phật ra đời không, Phật không ra đời, chánh pháp vẫn có đó. Nhưng mà ai là người lãnh thọ chánh pháp? Thì phải có một cái người đệ tử Phật, mà người đệ tử Phật thì gọi là Tăng. Cho nên chánh pháp thì có, nhưng mà không ai lãnh thọ. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, chính phủ Alberta có ngân quỹ cho những trung tâm nào mở trường Việt ngữ. Đó, cái phanh có, nhưng mà không có người nào tổ chức trường Việt ngữ thì cái phanh đó mình không được nhận, cái tiền cho đó không được nhận. Thì cũng như thế, chánh pháp có mà không có người nhận. Thì bây giờ chùa nào cũng có khả năng tổ chức truyền tam quy ngũ giới hết á,
Ủa mà sao lễ Phật đản năm nay không có ai, không có lễ truyền giới? Hỏi sao kỳ vậy? Đâu có gì kỳ, không ai đăng ký thì thì mình sẵn sàng truyền mà người ta không đăng ký thì sao được? Thì cũng như vậy, tức là chánh pháp có, mà nếu không có người lãnh thọ thì làm sao biểu lộ được cái chánh pháp đó? Cho nên phải quy y tăng. Nói tiếp, chánh đạo giải thoát gọi là pháp, trí độc giác không cần thầy dạy gọi là Phật, có thể đúng như pháp thọ trì ấy là tăng. Nếu không có tam quy, vì sao nói có bốn điều tin không hoại? Quý vị biết bốn điều tin không hoại không? Cái này, cái nguyên chữ Hán là tứ bất hoại tín. Tứ bất hoại, tứ bất hoại là gì? Là bốn điều mình tin không bao giờ bị hoại diệt, mãi mãi vững chãi như vậy. Một, tin Phật. Hai là tin Pháp. Ba là tin Tăng. Bốn là tin giới. Phật, Pháp, Tăng, giới. Tại sao rồi chúng ta tin Tam Bảo rồi giờ tin giới là gì? Bởi vì giới tức là cái ngăn che luật giới, mà hãy nơi nào còn có sự luật giới là nơi đó còn có sự gọi là gì, ngăn nắp trật tự. Còn không có thì không còn một cái giềng mối gì để giữ nữa hết. Cho nên cái đó gọi là tứ bất hoại tín nha. Bốn điều tin mà không hoại diệt ở trong lòng người Phật tử, đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Tin giới của Đức Phật rất là trong sáng, rất là bình đẳng, rất là dân chủ. Bình đẳng, dân chủ và rất uyển chuyển. Ví dụ như Phật dạy mình thọ năm giới, cư sĩ tại gia thọ năm giới, và mình thấy rằng rõ ràng năm cái giới này người nào giữ được là nhân cách có, đạo đức có, không cần liên hệ tới đạo giáo gì hết. Bởi vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu không liên hệ đến đạo giáo gì cả, nó liên hệ đến đời sống con người. Rồi qua tới thập thiện, quý vị nghe là thập thiện rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là của thân. Miệng không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, bốn giới của miệng. Bây giờ ba giới của ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Mười giới này có cái gì liên hệ đến đạo giáo không? Hay cũng là hoàn toàn xây dựng một con người lương thiện? Đó, thấy chứ? Vì vậy cho nên á, mình tin vào giới. Và tin giới là gì? Là giới có khả năng hướng dẫn mình đi xa trên cái đường cuộc sống của mình, tu tập của mình. Cho nên nói, nếu không quy, không có tam quy, vì sao nói có bốn điều không hoại? Nếu không có tam quy thì làm gì nói cái chuyện không hoại? Người tam quy y đầy đủ, hoặc đủ hoặc không đủ. Thế nào là đầy đủ? Nghĩa là quy y cả Phật, Pháp, Tăng. Phải hoài nhớ có nhiều vị quy y hai bảo thôi, quy Phật, quy Pháp thôi, không quy Tăng. Với lý do là Tăng đời nay tu hành không có nghiêm túc. Cho nên là, hoặc là không, ông Tăng đóng nhỏ hơn con tôi nữa. tôi lựa mấy ông Tăng là mà lớn hơn tôi mới quy. Tại vì sao? Vì cái người đó nhìn Tăng ở cái hình thức gì? Tuổi tác. Và nhìn Tăng ở cái hình thức tuổi tác cũng như là cái tướng riêng của cái vị đó. Nhưng mà nhớ là mình quy Tăng không phải là quy y một vị đó, mà quy y đoàn thể Tăng. Bốn người trở lên là đã thành một đoàn thể rồi. Còn một vị thầy nào mà ra quy cho mình là đại diện thôi. Cho nên không có gì trở ngại trong việc quy hết. Rồi có nhiều người nghĩ như vậy đó. Nói thôi tôi nếu có quy y thì tôi quy Phật, quy Pháp. Tôi không quy Tăng. Tại vì tôi không tin tưởng Tăng. Để quý vị biết là ngày xưa có một ông vua đời nhà Đường đó, đã nói như vậy với Ngài Huyền Trang. Nói trẫm chỉ có tôn kính hai bảo thôi. Đó là Phật bảo và Pháp bảo. Còn Tăng trẫm không kính. Tại vì trẫm thấy các vị Tăng tu hành trẫm không thích. Thì nói như vậy xong thì Ngài Huyền Trang, Ngài trả lời sao đại chúng? Ngài mới nói: thưa đại vương,
thưa Hoàng thượng. Cục đất sét á, nó không là gì hết á, nhưng mà khi mà trời mưa, xin lỗi, trời hạn hán, Hoàng thượng muốn cầu mưa phải lấy cục đất sét nắn thành con rồng, đem con rồng ra cầu mưa. Con rồng không làm ra mưa, nhưng câu muốn cầu mưa phải làm hình thức con rồng. Cục đất sét để yên, nhưng mà giờ đem nắn tượng Phật, mình lại cục đất sét đó. Cục đất sét đó làm ra tượng Phật. Tượng Phật không cho mình được phước, nhưng tượng Phật giúp cho mình sanh phước tự thân tâm, bởi vì mình kính tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng đất, nhưng đập phá tượng Phật vẫn có tội. Thì tượng Phật không là gì, nhưng nếu mình chịu khó lại tượng Phật cũng có phước. Tượng Phật, nhớ là tượng Phật không ban được cái phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng giúp cho mình sanh cái phước, là do cái tâm cung kính của mình. Trở lại nói tiếp, ông Tăng á, tuy ông không có cái gì để ông cho là Hoàng thượng, nhưng hình ảnh của ông giúp cho Hoàng thượng Tăng có cái phước kính cẩn. Ngài Huyền Trang nói như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nè, hôm rồi có một vị đó, có nhớ cách đây cũng cả chục năm rồi, trong một cái khóa tu xuất gia gieo duyên, thì có một vị hỏi một câu hỏi, nói chánh điện chùa mình á, thờ làm cái vườn nai á, mỗi lần đảnh lễ không lẽ con lễ con nai sao, con lại Phật thôi chứ, bắt con lại luôn con nai. Phong Hòa mới nói bây giờ ví dụ không để hình con nai, nếu mà nói là lại con nai, không, cái lư hương là cái đồng đó nè, đó, để vậy cũng lại rồi cứ chấp luôn đó, không lẽ tu lại cái cục đồng đó. Đó, nếu mà nói là con mình chấp con nai thì cái tượng Phật này cũng làm bằng nhựa mình mới làm mà, do mình mà ra mà, rồi mình đem nó mình lại thôi. Rồi bây giờ nếu mà nó không lại con nai, cất con nai đi rồi cũng lại cục đồng là cái lư hương à, cũng lại cái chân đèn, cũng lại cái đèn cầy, cũng lại cái nhang. Thật ra nhất giả lễ kính chư Phật. Đây cái bàn này nè cũng phải kính nha. Tại vì sao? Tại vì lúc mình cần nó đây, sử dụng đây, nhưng mà xong rồi phải đem cất. Đây lễ kính chư Phật, không phải con người. Cái bàn, cái ghế, tọa cụ, bồ đoàn, quyển kinh, quyển sách, cái áo, bất cứ cái gì cũng phải kính hết. Tại vì chính những cái đó giúp cho mình trong cuộc sống của mình. Còn nhị giả xưng tán Như Lai, ủa Phật với Như Lai có gì mà hai câu nó khác nhau? Ở bên trên kia là lễ kính chư Phật, là người kia có xấu, nhưng mà bản chất họ vẫn là một con người là phải kính. Nói cái đó trước đã. Còn cái chuyện á, cái câu thứ hai rất là hay, nhị giả xưng tán Như Lai, anh có cái gì hay thì tôi mới xưng tán, còn nếu không thì tôi vẫn giữ mực với anh là cung kính thôi. Rất là hay. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tại sao xưng tán rồi lễ kính? Ở cái phương diện bình thường ai tôi cũng kính hết, tại vì tất cả mọi người, anh đã là một con người là tôi kính. Nhưng mà ở nơi anh có cái gì hay tôi học hỏi được thì tôi mới xưng tán. Còn nếu anh bình thường thì thôi, tôi chỉ cung kính thôi, tôi đâu có gì xưng tán. Rõ không? Như thế thì không có lý do gì mà nói tôi chỉ nhị quy thôi chứ không có tam quy. Người thiện là nghĩa là quy y Phật, Pháp, Tăng. Người không đủ ba quy y là Đức Như Lai. Ngài chỉ có quy y với giáo pháp. Tức là duy nhất có một người không đủ ba quy, đó là ai? Là Phật. Tại vì Ngài quy y gì? Ngài quy y với giáo pháp. Tại vì lúc Ngài còn là thái tử, Ngài đi tu, Ngài phải mượn một cái phương pháp nào đó để Ngài tu, để Ngài thành Phật. Như vậy theo nguyên tắc chúng ta nói Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì trong khi Phật chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Khi mà Ngài chưa thành Phật, Pháp ở đâu ra? Vậy rõ ràng khi mà Ngài chưa thành Phật là đã có Pháp rồi.
phải không? Nhưng mà Ngài mượn cái pháp đó Ngài tu để Ngài thành Phật. Rồi bây giờ Ngài mới sàng lọc cái pháp mà Ngài đã tu tập thành để hướng dẫn cho mình. Bây giờ cái pháp mà mình đang thọ đây đó là pháp đã được thanh lọc. Còn trước kia là pháp tràn gian hết, Ngài nương tất cả các thứ để Ngài thành tựu, rồi cuối cùng Ngài xác định lại cái này nên làm và cái kia không nên. Ví dụ như Ngài tu khổ hạnh có phải là một pháp không? Phải. Nhưng cuối cùng Ngài quyết định sao? Khổ hạnh không phải là cách. Chứ khi bài pháp đầu tiên Ngài nói liền: này các thầy, bài pháp đầu tiên nha, quý vị mở lại cái kinh gọi là kinh chuyển pháp luân, đó là bài kinh đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Này các thầy, có hai trường hợp cực đoan mà các thầy cần phải buông bỏ. Đó là quá sung túc đời sống vật chất, hay là quá hành thân ép xác. Tại vì hai cái đó không mang lại được cái lợi ích thiết thực. Thiện nam tử, những người được quy y đầy đủ như tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Ví dụ như các thầy tỳ kheo, trước khi thành tỳ kheo có quy y Tam Bảo không? Có. Vậy thì cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo ni, ai cũng là người thọ tam quy hết. Mà gần đây Pháp Hòa thấy nè, có nhiều vị mắc cười nha. Nói đại chúng chắp tay đọc theo ba sự quay về nương tựa. Phật tử chắp tay đọc hết với xuất gia ngồi ngó vậy nè. Pháp Hòa ngồi qua nó: ủa, một xuất gia là không tam quy hả? Xuất gia hay là tại gia gì, pháp tam quy là không ai được bỏ hết. Tất cả phải chắp tay lên đọc pháp tam quy. Tại vì mình, cuộc đời của chúng ta không có tam quy thì chúng ta không có hướng. Cho nên người xuất gia, người tại gia gì cũng phải đọc tam quy hết. Con về nương tựa Phật, đọc đầy đủ rõ ràng. Chứ không phải là nói cái này của Phật tử. Ủa, mình không phải Phật tử. Phật tử là danh từ chung. Thiện nam tử, như Phật, duyên giác và tinh văn đều khác, thế nên Tam Bảo không được nói là một. Ví dụ, Ngài đưa ví dụ, Phật, duyên giác, thanh văn đều khác. Tại sao? Vì Phật là người toàn giác. Còn duyên giác là gì? Duyên giác là người do tu tập cái giáo lý thập nhị nhân duyên, nghe thập giáo lý thập nhị nhân duyên và tu tập tới thập nhị nhân duyên, cho nên mới gọi là duyên giác. Còn thanh văn là gì? Là những người phải nghe giáo pháp tứ diệu đế để hiểu là sanh khổ, già bệnh chết khổ, rồi thấy được nguyên nhân của khổ, nghĩa là nghe tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế để thành tựu, gọi là thanh văn. Giống như bây giờ Phật tử nào mà khổ quá cái đi chùa nghe kinh, nghe pháp, rồi bắt đầu ồ, từ đó mới hiểu ra cái đó là thanh văn đó. Rồi thấy người bạn của tôi nè, giống như anh rể của anh Thanh Thiền, anh Long vậy đó. Mới hôm bữa, trước đây hai bữa còn khỏe mạnh bình thường, rồi đi ngủ xong rồi cái đứt mạch máu ở trên giường, rồi chở vào bệnh viện hai ngày sau mất. Là ngày mai liệm nè, ngày mai làm lễ phát tài. Thì mình nghe cái đó đó. Rồi vị nào mà hôm rồi đi dự, đi thấy được hình ảnh con của Hạnh Tịnh ra trường, bé Út đó có chú đi dự đó. Thấy không? Thì mới đây gặp ổng cũng khỏe, bình thường, đâu có gì đâu. Nghe không? Đi ngủ vẫn còn khỏe mà. Rồi thì bị tai biến ở trên giường ngủ, rồi là đi luôn. Đó, ví dụ vậy. Giống như là Tịnh Vi đi chơi ở New York về rồi đi thử máu ngày chủ nhật đó, tấp vô chùa sáng nói bữa nay em đi thử máu, lát thử máu rồi em sáng giờ em không đi chùa được tại vì em đi thử máu, rồi tụng kinh chùa xong đi về. Đi về 5 giờ chiều bệnh viện và bảo phải đi vào trong bệnh viện gấp lập tức, rồi 5 giờ chiều ngày hôm đó vô bệnh viện cho tới ngày mất luôn. Thì mình thấy cái đó, mình nghe cái đó, trời ơi, cuộc đời vô thường quá. Thôi hôm qua giờ tôi giận quá trời người. Tháng này hình như tôi thấy riết ở trong chùa tôi ghét hết 99 người rồi. Rồi giờ mai mốt tôi về trển tôi ở với ai? Tại không ai để dành phòng cho tôi hết. Thôi không có giận mấy cái chuyện đó nữa. Gọi là thanh văn là duyên giác đó. Duyên giác là thấy người ta chết liên liên đó, giác ngộ. Hai ba ngày một Phật tử gọi thăm, hỏi thầy đâu mới về. Dạ đi đám.
Cái có một bữa anh Phật tử nói, trời trời, sứ thầy sao chết dữ vậy? Tại vì cứ dài mỗi ngày phone thăm lời ra thầy đi đám. Nói dạ, chết làm gì nữa dữ. Chết hiền thôi. Rồi qua ví dụ vậy. Cái gì gọi là duyên giác? Thấy người ta khổ mình giác ngộ. Thấy người ta chết mình giác ngộ. Gọi là duyên giác đó. Cái duyên cho mình giác ngộ. Rồi bây giờ là có nhiều người vô nhà đám nha. Đi vô nhà đám mà ngồi đó chỉ giữ mấy ông thầy, nghe mấy ông thầy tụng thôi. Mà trong lúc mà nghe vậy, cái câu này sao trúng tôi quá ha. À, cái câu mà gì à, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, nghe xong thấm. Phải không? Sang như là mấy bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng vậy, nghe xong tỉnh đạo. Cái trường hợp đó gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe âm thanh thuyết pháp tụng kinh mà tỏ ngộ. Như vậy thì quý vị thấy cũng là điều ba, nhưng mà ở mỗi trường hợp người ta giác ngộ bằng một phương thức nào đó. Thế nên tam bảo không được nói là một. Thế nào là khác? Lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo đều khác. Quý vị nhớ nha, lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo. Lúc mình mới phát tâm á, trời ơi sao hăng lắm, chưa biết gì hết á. Chưa biết gì hết á. Rồi mình tuyên bố một câu, dạ con mới tới, mấy chị mấy bác có gì chỉ dạy cho con. Lúc mới tới đó. Lúc mới tới là vậy nè. Nhưng mà sau thời gian là vậy nè. Thật nữa là lúc mới phát tâm mà khi đắc, trong khi tu. Trong khi đó là lúc phát tâm khi tu hành. Thật nữa nó nhiều khi mà không, trong khi tu mà không khéo đó, nó thua cái lúc mới phát. Chứ đừng nghĩ là mình tu 10 năm rồi mình sẽ hay hơn lúc mới phát. Nhiều khi mình sẽ dở hơn lúc mới phát. Tại vì lúc mới phát cái tâm mình rất thuần và rất tịnh. Mình phát tâm xong rồi, giờ không phải là gì mà tóc mình nó sừng lên hết đó. Thành thử ra mới đầu cái ngôn từ của mình mới tu nó khác. Sau một thời gian thấm nhuần ngôn từ rồi bắt đầu sử dụng ngôn từ nó khác. Cũng là nghe rất Phật Pháp, nhưng mà câu nào câu nấy là nát như đậu hũ bóp. Và trong này Phật nói rất rõ. Lúc phát tâm khi tu hành, trong khi đắc đạo điều khác. Có tính chất địa vị cũng khác. Dễ sợ chưa? Cho nên và thưa đại chúng là chỉ cần một hai đoạn kinh như vậy thôi là nó giúp cho mình ghê gớm lắm. Và nó phá vỡ được cho mình và nó thăng tiến được cho mình trên đường tu. Trong khi đắc đạo điều khác, tính chất, cái tính chất lúc mới tới, mới vào, cái tính chất ở một thời gian lâu. Và trong khi không có địa vị, mình ra làm sao? Mà khi có địa vị rồi, mình ra làm sao? Ví dụ giờ mình chưa có một cái địa vị gì hết, cái mình nói làm sao? Tôi là thiên lôi, ai sai đâu đến đó. Nhưng mình khi có địa vị rồi, ê biết ai không? Tại vì mình có địa vị rồi. Nguy hiểm lắm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài không? Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài được chọn lọc và in vào một cái tập truyện của những nhà văn nổi tiếng về những câu chuyện được chọn lọc. Câu chuyện đó được viết bởi sư ông Làng Mai. Câu chuyện kể là có một anh chàng đó, ảnh còn nhỏ, ảnh sống với thầy trên núi đó. Và một hôm nọ đó, anh nghĩ rằng anh đủ sức để ra xuống núi để hành hiệp trượng nghĩa. Mà người thầy thấy chưa được, cản, nhưng anh dứt khoát. Anh nói bây giờ con võ công thâm hậu rồi, xin thầy hãy cho con xuống núi để con dịp loạn trừ gian, phá tà hiển chánh. Anh đi một thời gian sau, anh mòn mỏi, anh trở về, anh xin lên núi được gặp thầy. Trong khi đó cửa chưa mở, anh mới tới cái bờ suối, anh rửa mặt. Bây giờ anh ngó xuống nước, trời ơi anh hết hồn, anh té xỉu. Tại vì bây giờ anh thấy trên mặt anh mọc nanh.
mọc nanh mọc vút, mà ngày cái gương mặt hiền lành của thuở nào khi mà một người con trai xuống núi với cái ý tưởng là hành hiệp trượng nghĩa nó không còn nữa. Nanh vút nó mọc lên, mắt mày với nó trợn lên hết. Thì bây giờ cái câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người tu chúng ta. Mình mới vô chùa cũng giống như cái người thanh niên mới xuống núi vậy. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi, bắt đầu móng vuốt mình nó có hết, nanh rút mình nó ra hết. Thì câu chuyện đó là câu chuyện cho người mỗi người chúng ta, chứ không phải một câu chuyện bình thường. Gọi là cửa tùng đôi cánh gài. Gài là gài lại đó. Quý vị lên Google, quý vị lên Google bấm cửa tùng đôi cánh gài. Nó chỉ có vài trang thôi, không có nhiều, câu chuyện ngắn thôi. Nhưng mà chính câu chuyện đó là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Đôi khi mình ngồi thiền vậy nè, chỉ có 15-20 phút mỗi đêm thôi, mình làm gì trong cái giây phút đó? Đơn giản thôi. Chỉ nhìn lại từ sáng giờ mình sống sao. Pháp Hòa chỉ yêu cầu đại chúng mỗi tối tụng kinh xong, ngồi thiền 15-20 phút trước khi mình đi xuống đó, làm cái việc đó đi. Từ sáng giờ mình sống ra sao? Còn nói một cách đơn giản nữa, sáng giờ mình làm ăn ra làm sao? Mình hồi nãy mình lên mình tụng sám hối, mình tha thiết lắm. Nhưng mà hồi nãy mình sống cả ngày hôm nay, mình đã hành xử thế nào? Mình đã sống ra làm sao? Có nhiều khi mình hối hận, mình thấy một ngày nay mình sống hơi phung phí công đức, phước đức, lời nói của mình. Cái bắt đầu bây giờ cái khi mình khởi cái tâm hối hận, bắt đầu cái tướng đi nó khác rồi đó. Cái tai nó cung lại, nó nghiêm nghiêm đi xuống. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng mình là cái người rất là đầy đủ thì mình sẽ rất là tự hào. Cái câu chuyện mà cái người vợ mà thấy chồng mình là một cái người tiều phu đánh xe cho một ông quan thôi, mà ông quan ngồi trong xe ông vén màn lên, ông đi ngang thấy dân đi bộ ông chắp tay ông xá, dạ chào bác chào anh, còn cái anh tiều phu đánh ngựa rất mặt đi. Thì chiều lại bà bữa sáng đó bà vợ ông đi chợ tình cờ thấy được cái chuyện đó, bà về bà cuốn gói bà đòi ly dị với ông. Ông mới hỏi tôi làm cái gì mà bà làm như vậy. Bà mới nói tôi hôm nay đi chợ tôi thấy được cái hình ảnh của ông, tôi mắc cỡ, tôi xấu hổ quá. Tôi không thể nào tôi sống được với một người chồng hách như vậy, hống hách như vậy. Quan á, là cái người chủ ông, mà ông ngồi trên xe, ông vén màn ra ông chào từng người đi qua. Còn ông chỉ là một cái người đánh xe thôi, mà ông ngẩng đầu ông đi, ông như là quan quyền trong huyện đó vậy. Thật sự bà vợ làm như vậy chỉ để khai thị cho ông thôi. Thì ông chồng thấy hối hận. Ta làm quan mà ta khiêm cung, còn mình làm lính mà mình coi như mình như là quan quyền vậy. Chính câu chuyện đó nó luôn luôn nói với mình là mình là gì? Mình không là, mình chỉ là cái người phụng sự. Pháp Hòa có giảng cái bài tiếng Anh đó, joyful of the service. Mà cái hạnh của Phổ Hiền là gì? Chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con thấy được niềm vui của người chính là niềm vui của người, của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Cái câu đó là thích vô cùng. Và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình làm được cho đại chúng là mình phải vui, chứ không có khổ đau, là vì mình được làm. Chỉ có sợ là mai mốt mình không còn được làm. Pháp Hòa nhớ cách đây 10 năm, lúc ở Tây Thiên có một đêm đó, thường thường mấy đêm giao thừa Tây á, Pháp Hòa hay ở Tây Thiên, mà lúc đó chưa có chánh điện, chưa gì, còn ở cái nhà. Sáng hôm đó là ngày 1 Tây tháng 1, Pháp Hòa nhớ năm đó là 2008-09 gì đó. Thì có một buổi sáng mùng 1 Tết đó, tự nhiên Hòa thức, và Pháp Hòa cảm thấy là mình muốn sống hơn bao giờ hết. Tại vì mình thấy mình còn quá nhiều cái tâm nguyện muốn làm, mà mình chưa muốn, mình muốn mình được sống để mình làm việc. Cho nên mình tự nhiên mình đi lên thắp. Một nào Pháp Hòa là người đầu tiên thắp cây nhang cho Phật.
mà mình lại Phật ba lại trong cái ngày sáng mùng một đó, tự nhiên mình thấy một cái gì tràn ngập cái niềm vui hạnh phúc, và mình được sống và mình được làm việc. Có những lúc mình chán, mình không làm lo ngày thường, nhưng mà có những giây phút cái tâm tư mình tự nhiên mình thấy mình thích được làm và muốn làm. Cho nên khi mình làm được cho ai đó, mình nói là mình được niềm vui trong con đường phụng sự. Lấy cái câu đó để mình để tâm. Thì bây giờ Phú Hòa thưa đại chúng là thay vì á, người này người kia chuyện này chuyện nhỏ, mình để tâm để dạ để lòng, mà trong cái đó biết bao nhiêu những cái câu rất hay, chúng ta quên không để vào lòng cái đó, nó uổng đi. Nó rất uổng. Thí dụ như là nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Tại sao muốn để câu đó? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Biết bao nhiêu câu hay để trong dạ, trong tâm. Thì thế nào mình là một dũng sĩ mà không bị gió đời, phong sương nó làm mình đổi tướng. Cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài đó là muốn nhắc nhở chúng ta. Không khéo thì chúng ta không làm được gì cho ai, mà ngược lại chúng ta nanh vút, chúng ta đã mọc ra mà mình không hề hay biết. Tại vì mình đâu có cơ hội nhìn xuống dòng nước đâu. Nhìn xuống dòng nước là tượng trưng cho gì? Nhìn lại chính mình, soi lại chính mình. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong đại chúng mỗi ngày tụng kinh, ai đó thực hiện ngồi thiền, thì chúng ta hãy thực hiện một việc rất đơn giản là hãy soi lại mình. Chỉ hỏi mình một câu thôi: ngày hôm nay mình sống như thế nào? Từ sáng tới giờ mình sống ra sao trước khi mình đi ngủ? Thì nếu mình thấy rằng hôm nay mình cũng có nhiều câu quá đáng đó, nhiều câu quá đáng đối với em mình, đối với anh mình, đối với chị mình, vân vân, những người xung quanh, thì tự nhiên mình sẽ biết mình phải làm gì cho ngày mai. Và mình cứ tu như thế, cứ tu như thế, thì từ từ nhất định mình sẽ mòn được như những cái nanh vút của mình, nhờ cái dòng suối mà chúng ta mỗi ngày chúng ta soi rọi. Cho nên trong khi đắc đạo điều khác và tánh chất địa vị cũng khác, thế nên gọi là khác nhau. Mà hãy là một vị Phật là tánh chất phải khác, phải không? Một vị phàm phu là tánh chất phải khác. Cho nên người mỗi người, cho nên nhất nhất tại sao phải quy Phật? Vì quy Phật để xác định con quy y giác, không quy phàm phu. Tại sao phải quy pháp? Là vì con muốn xác định con quy y chân chánh chứ không quy y tà ngụy. Con phải quy y tăng để con trở về thanh tịnh hòa hợp, mà tránh đi quy y thầy tà bạn dữ và những cái đoàn thể, hay là sự không hòa hợp. Vì quy y tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Rồi tổ Lục Tổ Huệ Năng á, ngài chỉ nói có ba câu gọn thôi: quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh. Bởi vì Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Phải người nào mà sống được với cái chất giác ngộ, chân chánh, thanh tịnh là quy y Tam Bảo. Thôi, tối nay mình dừng ở đây, hôm khác mình học tiếp. Thưa đại chúng, sau khi mình hồi hướng xong, quý vị nghỉ ngơi, và ngày mai chúng ta sẽ có chuông báo thức lúc 5:30, 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta tụng kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn tu thượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng.